Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 122. Hai tòa đại trận tương hợp ra viễn cổ chu ma trận hiển hóa ra. Hô hô hô, hô hô hô. Ánh sáng trắng cùng hạo nhiên chính khí truyền khắp tứ hải bát hoang. Ánh sáng màu trắng lưới ra bộ tám chói lọi tinh vòng, trực tiếp ngang trời bay lên, cần phải gắn vào màu đen nước xoáy bên trong, lấy vô cùng hạo nhiên chính khí biến mất ma khí, tới nay ngăn trở ma đế sống lại. Ma đế, vô số năm trước, tất cả mọi người làm hoảng sợ danh hiệu. Cho đến ngày nay, ma đế sống lại, chiến lực so với so năm xưa 10 không thích chữ 1, có thể cho dù là hội tụ thiên đạo cung 49 vị trưởng lão, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành viễn cổ chu ma trận, mà không dám chính diện tập sát ma đế, lấy ngăn cản hắn sống lại. Ma đế oai, có thể thấy vậy khủng bố. Ma đế thấy dưới người một màn này, lạnh lùng gương mặt, lại có thể lộ ra nụ cười tới, nói. Thiên đạo cung trưởng lão, lúc nào lá gan nhỏ như vậy? Muốn đổi làm trước kia à, các ngươi nên từng cái xông lên tự bạo, lấy uy lực ngăn trở bản đế sống lại. Mà không phải là, hôm nay như vậy phế vật. Tiếng nói rơi xuống, hắn giống như trước đây chém chết vị trưởng lão kia vậy, tay phải điều khiển màu đen nước xoáy thu nạp ma khí tăng cường tự thân, tay trái một tay là đao, nhất kích đao quyết bổ ra, hắc vụ ngút trời, giống như là một cái thiên đao vậy. Chém ở rất nhiều thái thượng trưởng lão linh hồn chỗ sâu, đau đớn kịch liệt đi đôi với hàn gai băng cốt. Phốc phốc, phốc, lúc này, thì có hơn 10 vị thái hư cảnh trưởng lão trong miệng trào máu. Tám chói lọi tinh không đại trận cơ hồ bạo bay vậy, viễn cổ giết ma đại trận thần uy liền không phát huy ra được. Bất quá như vậy mà thôi. Đã như vậy, người cùng vẫn là cút xuống đi. Ma đế khẽ quát một tiếng. Tay trái chỉ gian hóa thành một chuôi ma thương, một thương xuyên thấu hư không, bình thản thương cương không có đưa tới không gian chấn động, đạt tới trở lại nguyên trạng trình độ, thật là rơi vào trong trận pháp lúc đó, lúc này liền lại có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão trào máu rơi xuống đi xuống. Bình bịch bịch, bình bịch bịch. Chốc lát bây giờ, ma đế ra tay hai chiêu, trực tiếp phá vỡ bát hoang tinh diệu đại trận, mất đi vòng ngoài đại trận. Viễn cổ giết ma đại trận cái này đại trận liền cáo phá. Ngay sau đó, vẫn chưa tới thiên đạo cung các trưởng lão kịp phản ứng, ma đế tay trái thông suốt vỗ xuống, giống như ma thần vậy bàn tay biến thành vạn trượng lớn nhỏ, chợt vỗ vào càn khôn bát quái đại trận bên trên, giống như vỗ vào vô cùng cứng ngắc thánh binh lần trước vậy, vang khắp suốt đạo đạo khảng thương tiếng. Ma đế thần sắc hơi đổi, tay trái nhưng nhanh chóng hóa thành màu đen nước xoáy, lấy tốc độ cực nhanh. Thu nạp toàn bộ đại trận thần uy, đem ở giữa hạo nhiên chính khí, đổi thành vì mình yêu cầu vô thượng ma khí. Bót sát, bót, mấy đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Càn khôn bát quái đại trận bể tan tành, tám vị thái thượng trưởng lão rớt rơi xuống mặt đất, trào máu vượt quá. Ngược lại, ma đế dừng lại tay phải màu đen nước xoáy, tay trái trở về tới, hơi thở lần nữa nổ, thần uy cuồn cuộn bốn phương, thân thể có tuyệt đối chân thực máu thịt. Nhanh chóng tăng lên, ma đế thân thể tựa như biến thành triệu trượng lớn, giống như một cái thông thiên ma thần, sừng sững ở ma tộc mặt đất bên trên. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, thiên địa đồng tình, không gian bể tan tành, vô số màu đen không gian mặc dù bị ma đế ma thần khu chấn vỡ. Một cái áp đảo thiên địa trên ma thần khu hiển hóa ra, thiên địa rên rỉ, vô số máu mưa tự nhiên xuống, đi đôi với gió lớn sấm sét. Trên mặt đất thành phiến thành trì sụp đổ, nguyên bản bền chắc không thể gãy tường thành, giờ phút này giống như đậu hũ vậy nhanh chóng tan vỡ đi xuống. Sơn hà vỡ nát, tinh thần ảm đạm, vô số ma khí xông lên bốn phương. Đi đôi với từng đạo quỷ khóc sói chu thanh âm nổi lên, giống như ngày tận thế hạ xuống vậy, vậy cổ thấm vào linh hồn chỗ sâu ma âm truyền giao ra, làm không ít người một cái tiếp theo một cái thần hồn nổ tung. Khặc khặc, khặc khặc. Tiếng quỷ khóc sói chu, phân bố ma tộc mặt đất. Rất nhanh, đâu chỉ ma tộc mặt đất, cho dù là linh võ đại lục đều bắt đầu chấn động kịch liệt mở, từng ngọn tông phái thánh sơn văng tung tóe, sông lớn chảy ngược, trời trăng sao lưu chuyển, tinh không ảm đạm không sáng, ùn ùn kéo đến sấm sét nổ bắn ra ra, đánh được mặt đất hiện ra vô số trong cái hố sâu. Giờ phút này, ma đế ma uy cuồn cuộn tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa đều chấn động. Vô số sơn xuyên con sông hủy một trong cự,
Vô số người có thể cảm giác vậy, cổ để cho người tựa như đưa thân vào địa ngục giống vậy hơi thở, thậm chí liền không gian nhiệt độ cũng giảm xuống hơn mấy chục độ, lúc này vô số người quỳ sụp xuống đất lên. Linh võ đại lục, năm lớn bản đồ, từng cái gia tộc, từng cái tông phái, như Bách Lý gia tộc, Lệnh Hồ gia tộc vân. Vân, vô số cường giả đi ra gian phòng, ánh mắt đờ đẫn, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi thần sắc, không khỏi được tự chủ rối rít quỳ xuống. Trong phút chốc, linh võ đại lục phong môn trở xuống võ giả, rối rít quỳ trên mặt đất. Từng cái cường giả ở vận khí không tốt dưới tình huống, không phải là bị trên bầu trời đáp xuống sấm sét chém thành phấn vụn, chính là bị kinh khủng à khí căng bể, mỗi một cái cường giả, hợp đạo cảnh thần quân, tạo hóa cảnh thiên tôn, thậm chí còn tinh khiếu võ giả cũng không có ngoại lệ chút nào quỳ xuống, cái này cổ ma uy, ai dám không quỳ. Đâu chỉ loài người, đâu chỉ sơn xuyên văng tung tóe, vô số sông lớn nước rót ngược, chìm ngập từng cái thành trì. Cho dù là ở trong rừng rậm, thung lũng bên trong hung thú cửa, vậy cảm giác được vậy cổ có thể làm sinh linh đưa vào hàn băng địa ngục hơi thở, rối rít quỳ xuống, vô luận là cao ngạo vương thú, vẫn là phổ thông hung thú, đều là quỳ xuống hoặc tấn công trào trên đất, run lẩy bẩy. Giờ phút này, dưới ma uy, chúng sanh bình cùng tất cả quỳ. Không một ngoại lệ người chết. Linh võ đại lục, ma tộc mặt đất đưa tới từng cơn diệt thế tình hình, còn coi là không tệ. Cửu u địa ngục bên trong, vô số nhốt ma quỷ, ma tôn cũi vỡ nát, một tôn tôn ngày xưa có thể tạo thành ngút trời đại nạn tồn tại, đang trốn cách bị tống giam cũi sau đó, cần phải xông ra, có thể làm ma uy ở chỗ này phủ xuống thời điểm. Những thứ này không thể nhất thế, giết người muôn vàn, tàn sát thành vô số ma tôn, ma quỷ. Cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống, không quỳ người chết. Cho dù là cửu u trong địa ngục đế vương và bề tôi, cũng là xuống mình vị trí, cởi xuống mũ quan trên đầu, cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, muôn vàn không muốn quỳ xuống quỷ mị tà linh, ở một đạo ma quang cuốn sạch qua sau đó, dù sao cũng tà linh nổ tung, triệu quỷ mị văng tung tóe thành phấn vụn. Ma đế sống lại, thiên địa chấn động, máu mưa cùng sấm sét kèm theo xuống. Linh võ đại lục cơ hồ phơi bày diệt thế cảnh tượng, mà ma tộc nhưng là bị tổn thương nghiêm trọng nhất, mỗi một tòa thành trì đều bị vô cùng là nghiêm trọng đánh vào, không thiếu ma tộc cường giả chạy tới một tòa không lành lặn đền bên trong, rối rít quỳ xuống ở một tôn người khoác màu máu trường bào, tay cầm huyết kiếm tượng thần trước. Những người này bên trong nhắc tới, mời ma tôn, che chở chúng ta ma tộc con dân. Mời ma tôn, che chở chúng ta con dân, mời ma tôn, thu hồi thiên uy đi. Mời ma tôn. Từng trận khẩn cầu thanh âm, từ tất cả thành trì lớn bên trong truyền ra, truyền giao ở lớn như vậy ma tộc bên trên. Nhưng gặp mỗi một tòa thành trì, mỗi một tòa điện trong đình cũng thờ phụng ma tôn quân ma trần, màu máu pho tượng khắp nơi lộ ra huyết khí, mặc trang nghiêm tay cầm huyết kiếm, đặt chân vân tiêu tượng thần, lộ vẻ được phá lệ thần bí. Nhưng mà đồng thời, những thứ này ma tôn thần xem, tựa hồ bị vạn dân tín ngưỡng lực. Cũng ở đây thả ra từng cổ một lực lượng, ý đồ ổn định văng tung tóe ma tộc. Trong bầu trời ma thần khu, giờ phút này không người dám can đảm đưa mắt nhìn, chính là ma đế thân phận thật sự. Ma đế hơi cảm ứng một phen, có chút chán ghét, nói nhỏ, quân ma trần, chính là xúc sinh, không nghĩ tới còn có thể được như vậy cung phụng. Hắn gầm lên một câu, chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một cổ giá rét cực kỳ màu máu ma khí nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó bộc phát ra, vô số màu máu ma quang tràn ngập thương khung, hắn bàn tay kia như là tùy ý lộn một cái, vô số ma quang liền hướng đất mặt đánh tới. Thứ trong một tòa thành trì, ma tôn trong điện, ma tôn thần xem sừng sững vỡ ra. Ma tôn trong điện tham bái trước ma tộc cường giả, theo tượng thần một khối hóa thành phấn vụn. Màu máu ma quang vạch qua mỗi một tòa thành trì, trong thành trì ma tôn thần xem liền sẽ nổ tung. Dẫn được toàn bộ ma tôn điện vỡ ra, vô số đang tham bái người tất cả đi theo hắn chôn theo. Bình bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch, ma tộc trên vùng đất vang khắp ra vô số tiếng nổ. Một tòa tiếp theo một tòa thành trì bên trong ma tôn thần xem vỡ ra, giống như thả pháo bông vậy, này thay nhau vang lên tiếng nổ giống như động lòng người nhạc khúc, làm được ma đế đều có chút say mê, cúi đầu một nhìn mặt đất, một tia tia ánh sáng trắng thoáng qua. Mỗi một tia sáng trắng cũng ý nghĩa một tòa ma tôn điện và ma tôn thần giống nổ.
Một màn này, liền thật giống như vô số bom, tiếp liền nổ vậy. Này thay nhau vang lên, liên tục không ngừng, vô số tiếng nổ khiến cho được trên bầu trời bay xuống máu mưa hơn nữa kịch liệt. Rất nhanh, ma tộc trên vùng đất mấy ngàn tòa thành ao, theo thứ tự vang lên ánh sáng trắng và tiếng nổ. Trong thần quốc, thiên đạo cung bên trong hiên viên Mạc Tà nhận được tin tức, tâm thần chấn động một cái, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Hắn đi ở cung điện bên trong, không lúc nào không nghĩ biện pháp giải quyết. Ma đế à! Trấn áp một cái thời đại cường giả cái thế. Hôm nay, nhưng muốn sống lại. Cái này nên làm thế nào cho phải? Khó khăn lắm một sống lại liền dẫn được thiên địa chấn động, cửu u chấn động, ma tộc mặt đất và linh võ đại lục cơ hồ diệt thế giống vậy cảnh tượng, này cùng tồn tại, nên như thế nào ứng đối à? Chốc lát sau, thiên viên Mạc Tà cưỡng ép chấn định lại, tựa hồ suy tư đến cái gì, nói nhỏ, ma đế, vì sao phải nổ tung mình ma tộc mặt đất? Đơn thuần là bởi vì là ma tộc con dân bái quân ma trần mà không bái hắn. Không đúng à? Ma đế không nên như vậy một lần hành động đơn giản là tự hủy căn cơ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, một cái sống lại cường giả cái thế, thời gian đầu tiên là đem xào huyệt của mình nổ được nát bét cử động. Ma đế cử động có vấn đề. Đúng rồi. Ma tộc mặt đất và linh võ đại lục dưới đất. Trước đây ma đế thu nạp lực lượng. Chỉ là lòng đất nhất lên tầng một lực lượng, hơn nữa chưa có hoàn toàn thu nạp, mà nay nổ tung mặt đất. Thiên viên Mạc Tà suy nghĩ nhanh chóng, rất nhanh đoán ra ma đế ý đồ, ma đế còn chưa từng khôi phục chiến lực chân chính, hắn muốn nổ tung tất cả loại linh mạch, thu nạp linh mạch ở giữa lực lượng, khôi phục lại trạng thái tột cùng. Thiên viên Mạc Tà trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh cho các vị thái thượng trưởng lão, ma đế có vấn đề, giờ phút này không phải cao nhất trạng thái. Không nên để cho hắn hấp thu dưới đất linh mạch lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào tru diệt ma đế, mau. Hiện nay, chỉ có thể để cho 49 vị trưởng lão không tiếc bất cứ giá nào điều động. Ma tộc trên vùng đất. Thiên đạo cung một vị áo bào đen trưởng lão gỡ xuống đưa tin ngọc bội, ngẩng đầu ngắm nhìn triệu trượng thân thể ma thần thân thể, quanh quẩn vô số xương máu, nhìn vô cùng là khủng bố, liền tàn nhẫn hạ trong lòng, nói các vị. Tuyệt không thể để cho ma đế chân chính sống lại. Hiện nay, kinh khủng như vậy ma đế, chỉ là hư ảo mà thôi. Lão Phu khó khăn lắm khám xem kỹ một phen, phát hiện hắn hiện tại bất quá khôi phục được chảm ách cảnh tầng 1 tầng 2 thiên lực lượng. Chúng ta cháy đại đạo cùng máu tươi, định có thể đánh chết hắn. Ma đế giờ phút này, bất quá là giả vờ gắn cường đại đã, thực thì nội bộ cực kỳ yếu ớt. Áo bào đen trưởng lão nghe được lời này. Hai con người bắn nhanh ra một đạo thần quang, xuyên phá tầng tầng không gian và ma sương mù, nhưng là thấy ma đế đang hút lấy ma tộc mặt đất chỗ sâu linh mạch lực lượng, không khỏi được khẩn trương, hô, là thật, phải giết ma đế. Được. Chúng ta nếu là thiên đạo cung trưởng lão, tất nhiên muốn là bảo vệ cung mà tuấn. Mà nay ma đế cần phải sống lại sau tất nhiên là ta thiên đạo cung đại địch, giờ phút này chúng ta khoát đi ra ngoài đi, cháy máu tươi và đại đạo. Đánh chết ma đế. Một vị chảm ách trưởng lão lên tiếng trước. Trong phút chốc, các vị trưởng lão tâm trạng hòa khí phân, đã hồng nhờ đến cao độ nhất định, mỗi một vị sử dụng mình đại đạo, có dù sao cũng gạo dài, có mấy chục triệu gạo dài, ra trưởng lão cơ hồ cùng trong chốc lát, vận lên toàn lực vỗ vào trên ngực, một miệng máu tươi phun ra, rồi sau đó lấy này làm chất dẫn, bạo phát ra cực mạnh chiến lực. Hô hô hô! Hô hô! Khoảnh khắc bây giờ, 49 đạo hỏa sắc trùm tia sáng ngất trời ra. Mỗi một vị trưởng lão cả người cũng thiêu đốt lửa cháy mạnh, đều là toàn bộ cháy máu tươi, liên quan bọn họ sau lưng đại đạo đều bắt đầu bốc cháy, thật dài đại đạo cháy nén lực lượng, trực tiếp đưa đến bọn họ chiến lực vô căn cứ gia tăng gấp mấy lần chi hơn. Nguyên bản, bố trí viễn cổ giết ma đại trận, các vị chiến lực đều bị ma đế gây thương tích. Bị thương không nhẹ. Giờ phút này cháy máu tươi và đại đạo đổi lấy chiến lực, nhưng là có mất mạng nguy hiểm, dù là thương thế hơi nhẹ, vậy sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào chữa khỏi tổn thương. Oanh oanh! Oanh! Mấy đạo tiếng nổ truyền ra. Áo bào đen trưởng lão cùng mấy vị, đồng thời sử dụng một kiếm, ba đạo kiếm quang giống như ngược dòng thời không tinh thần vậy, chiếu sáng đen nhánh mà tràn đầy máu tanh thương khung, quanh thân kiếm khí quanh quẩn sáng bóng hóa thành sao rơi ngất trời.
đụng vào ma đế ma thần khu lên, đưa tới nổ liền liền. Ma đế hơi biến sắc mặt, ngược lại là không nghĩ tới những người này là chết thị, thần giác hơi tràn ra máu tươi, xoay người chú ý tới những thứ này giết người tới, chợt đem triệu trượng ma thần khu thu nhỏ lại biến thành hình người lớn nhỏ, cố nhiên bành trướng thân thể, có thể thu nạp thiên địa linh khí, tăng cường sức chiến đấu, nhưng là đối mặt nhiều địch nhân như vậy, phóng đại thân thể coi như là cho kẻ địch một cái mục tiêu sống. Ma đế! Chúng ta chiến ngươi! Ma đế, chịu chết đi! Mấy chục đạo chợt quát tiếng truyền ra. Mười mấy bóng người gần người cùng ma đế chém giết chung một chỗ, vô số kim mâu tiếng vang khắp thiên vũ, rất nhiều thánh binh vỡ ra, mỗi một khối mảnh vỡ cũng giống như vẫn thạch vậy, rơi xuống bầu trời đêm, dẫn được mặt đất chấn động. Ma đế tự thân đối mặt mọi người, lạnh nhạt trong mắt nháy mắt tức thì bộc phát ra hai đạo ma quang, trực tiếp bắn thủng hai vị thái thượng trưởng lão ngực, xoay người trong tay xuất hiện một cái màu máu ma kiếm, múa đi ra, kiếm quang lạnh lùng mà nghiêm nghị, một kiếm đâm ra, kiếm quang bung ra, đánh trúng một vị trong đó trưởng lão. Phịch! Giống như một vòng tinh thần muốn nổ tung lên vậy. Trưởng lão kia thân thể tàn tạ, bạo bay mấy ngàn mét, bị thương không nhẹ. Ma đế một kiếm bị thương nặng một vị trảm ách cảnh trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng lúc đó, sau lưng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, phân biệt từ các phe đồng thời hướng ma đế ra chiêu, ma đế xoay người lấy tổn thương đổi tổn thương, đánh lui hơn 10 vị trưởng lão, ngực nhưng cũng bị một chuôi thánh nện đập trúng, bị thương không nhẹ. Hắn như khôi phục đỉnh cấp, nào có những người này cơ hội. Thời gian vừa niệm là được phá hủy. Có thể hắn hiện tại, phải còn sống. Nếu không công dã tràng, binh bịch bịch, oanh oanh, trong thoáng qua, hai bên giao thủ mấy chục ngàn chiêu. Ma đế tốc độ cuối cùng chậm một ít, đối mặt mấy chục công kích của địch nhân, bị thương không nhẹ, trên thân thể đeo đầy kiếm tổn thương và vết đao, từng giọt ma huyết nhỏ xuống đại lục liền do như tinh thần vậy, đem ma tộc mặt đất đập được chấn động kịch liệt. Ngươi cùng, nếu muốn chết, bản đế tác thành ngươi cùng. Ma đế quát lên một tiếng lớn, tay trái diễn hóa cao nhất ma tộc mật pháp, sau đó tay phải huy động ma kiếm đâm ra, đầy trời ma quang băng hiện, trực tiếp đánh bay hơn 30 vị trưởng lão, lại là bị thương nặng 20 hơn vị. Rồi sau đó, ma đế thân hình có chút lảo đảo, nhanh chóng đi tới ma tộc trên mặt đất, thân thể lớn mạnh, một tay từ chục nghìn mét dưới đất lấy ra một đoạn tiết linh mạch, nguyên bản linh mạch tựa như hình rồng, tràn đầy tất cả loại tinh thạch. Thời khắc này linh mạch đến ma đế trong tay, nội bộ ẩn chứa khổng lồ linh lực nhanh chóng bị hấp thu. Hô hô hô! Hô hô! Giống như là uống nước giống vậy thanh âm truyền ra. Một đoạn liền dài đến mấy chục ngàn mét linh mạch, tổng cộng 37 tiết, toàn bộ bị ma đế thu nạp, hóa thành đầy trời phấn vụn vỡ ra. Ma đế hơi thở đột nhiên tăng cường, hoàn toàn nhập ma, dựng thân tại trong bầu trời, cầm kiếm đứng. Cả người tản mát ra có 102 thiên hạ ma uy, hắn cả người giống như là viễn cổ ma thần vậy, sát khí tràn ngập cửu tiêu, truyền giao đến tứ hải bát hoang trong đó. Lấy lực một người, tái chiến mười mấy vị trảm ách cảnh trưởng lão, chỉ riêng hơi thở bùng nổ, liền sinh ra một chuôi màu máu bảo vệ che chở, chặn lại rất nhiều thái thượng trưởng lão tập sát. Oanh oanh, oanh, ma đế kéo một vị trưởng lão chém giết, hai người bây giờ binh khí va chạm. Lóe lên tất cả loại ánh sáng rực rỡ. Hắn cầm kiếm giết ra, chỉ riêng dùng sức đâm ra một kiếm, thì có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí xuất hiện, trực tiếp lấy kiếm chi đạo, đánh tan trước mắt chảm ách cảnh tầng 5 thiên trưởng lão, tuy là quanh thân ma huyết tràn ra, nhưng cho thấy ma thần bản sắc. Phốc phốc phốc, phốc phốc, mấy chục đạo trào máu thanh âm truyền ra. Thiên đạo cùng tất cả trưởng lão, cơ hồ mất đi sức đánh một trận. Một vị khí tức cường đại trưởng lão cũng là bị không đả thương nổi, nhìn lại đồng liêu, nói trước đây là cháy đại đạo, hiện tại, chuẩn bị cháy hết đại đạo và hoàn toàn cháy tâm huyết cùng máu tươi đi, này đánh một trận nếu không phải thắng, chư quân tất cả sẽ mất, ta thiên đạo cung cũng có lớn nguy hiểm. Được, các vị, cháy hết đại đạo. Các vị, cháy máu tươi cùng tâm huyết. Đạo đạo chợt quát tiếng truyền ra. Thiên đạo cung từng vị trưởng lão hoàn toàn cháy mình máu trong tim và máu tươi, thậm chí sau lưng đại đạo vậy toàn lực cháy. Trước đây, thiêu đốt là thân xác máu tươi và đại đạo, vậy chỉ bất quá sẽ bị thương thật nặng, mà nay cháy tâm huyết và máu tươi, này đánh một trận nghĩ mà sợ là không có mấy người có thể may mắn còn sống sót,
còn như cháy đại đạo, là nén đại đạo chuyện, mà cháy hết đại đạo, chính là lấy đại đạo là cháy vật, hoàn toàn cháy, thời gian một dài, dù sao cũng gạo lớn lên đạo cũng sẽ bị đốt đốt thành cho tẫn. Bình bịch bịch, bịch bịch, đạo đạo khí huyết ngất trời tiếng bùng nổ. Thiên đạo cung 49 vị trưởng lão, mỗi một người đều biến thành người lửa, dù là trong con ngươi đều tràn đầy lửa cháy mạnh, sau lưng đại đạo lại là mỗi cháy một đoạn thời gian liền sẽ vỡ nhỏ một đoạn đại đạo, lấy tự mình hủy diệt làm trụ cột, bùng nổ vượt qua bản thể gấp 2 gấp 3 chiến lực. Từng vị trưởng lão xông lên thương khung cùng ma đế chém giết chung một chỗ. Mỗi một vị trưởng lão cháy nội tình sau đó, tốc độ nhanh được nhiều, công kích lực lượng vậy cực nhanh, nhất là mạnh nhất vị trưởng lão kia, tay trung thần kiếm leng keng vang dội, bắn nhanh ra kiếm khí vạn nặng, mỗi một nặng cũng giống như giang hải sóng lớn vậy mãnh liệt, cuộn sạch ngút trời, đi đôi với vô số sáng bóng lao ra. Thương thương thương, tiếng chuông, không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Ma đế khua kiếm ngăn cản, quanh thân hiện ra từng tờ một màu máu tấm thuẫn, thân thể hơi né tránh, khi thì một kiếm bổ ra một vị trưởng lão, khi thì một chân đạp bay một vị trưởng lão, xoay người lại trấn áp hết thảy. Thiên đạo cung phái ra mạnh nhất 9 vị cường giả cái thế vây công ma đế. Hắn dư trưởng lão đều ở vòng ngoài phóng thích kiếm khí ánh đao, khoảng cách xa đánh giết ma đế, bọn họ cảnh giới không cao, dù là trái nội tình, như cũng không phải ma đế đối thủ, thậm chí đến gần sẽ bị nhất kích đánh chết. Chủ lực là 9 vị trưởng lão. Thân hình nếu như quỷ mị, lóe lên ở giữa thiên địa, không ngừng tập kích ma đế. Ma đế thân pháp và tốc độ vậy cực nhanh, không ngừng sử dụng tất cả loại cao nhất mật pháp, khi thì hóa hình ra một cái ma long, ngàn trượng ma long thân thể khổng lồ, miếng vảy giống như sắt thép vậy, càn quét mà qua liền đánh bay mấy vị trưởng lão, khi thì bây giờ hóa ra tất cả chồng lên cổ ma thú, như đào ngột, thao thiết vân. Vân ma thú liều chết xung phong bốn phương. Lấy lực một người. Đối kháng thiên đạo cung 49 vị trưởng lão, giết được không phân cao thấp. Ma đế ma huyết văng khắp nơi, đồng dạng là thiên đạo cung trưởng lão các người cũng là máu thần tung tóe, không thiếu trưởng lão tay chân đều bị ma đế một kiếm chém chết, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục, lại bị chém đứt, khôi phục lại vân. Vân, đến thái hư cảnh và chảm ách cảnh, chỉ cần thực lực không đạt tới nghiền ép trình độ. Vậy cơ hồ liền có thể chém giết rất lâu, hai bên năng lực tự khỏi bệnh vậy cực mạnh. Giữa lúc ma đế tự nhiên ma huyết, niết chiến tất cả trưởng lão thời khắc, trên bầu trời một nơi màu đen trong không gian, mơ hồ có đạo đạo màu đen không gian mảnh vỡ nổi lên, một vị áo bào đen người đàn ông chậm rãi đi ra không gian đường hầm, che chở toàn thân hơi thở, ẩn núp mây đen bên trong quan sát tình huống chiến trường. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Ma đế tay trái hóa đao, một đao chẻ ra, ánh đao phong phú vô cùng, tựa như chém ra giữa không trung vậy, cần phải đem trước mặt trưởng lão lực phách tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn dư trưởng lão tiếp liền tới, sử dụng riêng mình thánh binh ngăn cản ma đao. Hô hô hô, hô hô, đạo đạo thánh binh bể tan tành hư không tiếng truyền ra. Ma đế quát lên một tiếng lớn, quanh thân dâng lên từng đạo màu máu hộ thuẫn, ngăn trở thánh binh, cùng trước mắt mấy vị chảm ách cảnh trung kỳ trưởng lão giằng co. Binh bịch bịch, bịch bịch, đi đôi với tiếng nổ vang khắp. Thánh binh không cách nào công phá màu máu hộ thuẫn, ma đế cũng không cách nào tuyệt sát trước mặt các người, hai bên rơi vào giằng co bên trong. Đang lúc này, trong mây đen áo bào đen người đàn ông đột nhiên qua lại không gian, đi tới ma đế sau lưng, trong ánh mắt lộ ra vô tận châm chọc ý, tựa hồ đối với cái này cùng hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, trong tay huyết kiếm hơi tách thả ra ma quang, nội liễm mạnh mẽ đánh giết lực. Hoắc, một kiếm đâm ra, nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng tràn đầy diệt tuyệt ma khí, cần phải đem sống lại ma đế lại lần nữa đánh chết. Hắn chính là quân ma Trần. Chiến trường thượng cổ, hắn đã là như vậy bỏ mình ma đế. Hình ảnh vào giờ khắc này tái hiện. Ma đế nhanh chóng phản ứng, tay phải treo trên bầu trời ma kiếm, bắt lại đâm tới huyết kiếm, ngưng mắt nhìn trước mắt trong hắc bào người đàn ông, thần sắc kích động, tức giận không thôi, quân ma Trần, lại là ngươi. Quân ma Trần, ma tộc mặt đất khắp nơi cung phụng ma tôn. Trước đây hắn tượng thần bị ma đế toàn bộ phá hủy. Không nghĩ tới quân ma Trần lại có thể tự mình tập sát tới. Ken két ca. Ca.
Huyết kiếm bị ma đế tay phải nắm được, quân ma trần bùng nổ toàn lực huy động huyết kiếm, nhưng thấy máu kiếm không ngừng từ ma đế lòng bàn tay vạch qua, băng hiện xuất đạo đạo hỏa hoa. Ha ha ha! Ma đế, ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Xem ngươi bốn phía, thiên đạo cung 49 vị thái thượng trưởng lão trái nội tình cần phải tru diệt ngươi. Ngươi hiện tại cầm kiếm, ngươi thân xác cố nhiên khôi phục một ít, nhưng cũng không quá khôi phục lại chạm ách cảnh tầng 2 trời, dựa vào dưới đất linh mạch năng lượng, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Quân ma trần không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to, mắt thấy mình huyết kiếm sắp đâm vào ma đế tim, liền hơn nữa mừng rỡ. Hắn một bên gia tăng trong cơ thể ma lực tách thả ra, vừa hưởng thụ trước cái này loại ám sát ma đế khoái cảm, không khỏi cười to nói, ma đế à ma đế. Ta quân ma trần có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Lại bất luận ngươi có thể hay không ngăn trở ta kiếm, chỉ riêng bên trong cơ thể ngươi lực lượng liền chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó màu máu vòng bảo vệ bể tan tành, bổn tôn kiếm đâm không tới ngươi tim, cũng sẽ có những người khác đao kiếm rơi vào ngươi trên mình, đem ngươi lần nữa phân thây. Lời nói này, đúng là có tác dụng, trước đây vẫn là tràn đầy ma khí ma đế, giờ phút này lại có chút buồn bã. Hắn tựa hồ nhớ lại thời kỳ thượng cổ sự việc, mình nhất chiến nhiều mặt, không nghĩ tới nhưng là bị thủ hạ quân ma trần đánh lén, bị một kiếm đâm vào tim bên trong, khuấy bể kinh mạch toàn thân và tim hạch, não hạch, đưa đến thân xác văng tung tóe, chết trận tại chỗ. Chẳng lẽ, ngày hôm nay muốn dẫm lên vết xe đổ à? Quân ma trần tiểu nhân này, lại có thể sẽ giết bản đế lần thứ hai. Ma đế ảm đạm, hồi tưởng bốn phía, mình đánh ra nhất kích dần dần bị thiên đạo cung trưởng lão các người phản kích, chống đỡ không được bao lâu, tay trái duy trì màu máu hộ thuẫn, cho dù có thể ngăn thiên đạo cung hơn 40 vị trưởng lão công kích, khá vậy ngăn cản không được bao lâu. Một khi màu máu vòng bảo vệ bể tan tành, ma đao bị đánh nát. Dù là mình như cũ nắm quân ma trần đâm tới huyết kiếm, vậy như cũ sẽ bị thiên đạo cung thái thượng trưởng lão chém chết. Ma đế! Người đi chết đi! Quân ma trần bùng nổ toàn bộ ma lực, ma uy ngất trời, lại dẫn được màu máu hộ thuẫn bắt đầu nứt nẻ. Hắn toàn lực đâm ra huyết kiếm trong tay, cơ hồ đã đâm vào ma đế da thịt bên trong, băng hiện xuất đạo đạo ma máu. Mọi người thêm sức lực! Ma đế sắp chết! Toàn lực ra tay, bắn chết ma đế! Bắn chết ma đế! Không nên do dự, không muốn trốn, toàn lực ra tay, đánh chết ma đế. Rất nhiều thiên đạo cung trưởng lão vân rối rít chợt quát liền liền, đang toàn lực tấn công ma đế màu máu vòng bảo vệ. Ken két, ca, màu máu vòng bảo vệ truyền ra thanh âm thanh thúy, bề ngoài vết nứt càng ngày càng nhiều. Ma đế cũng là trù trừ không dứt, không biết nên như thế nào ứng đối. Đang lúc này, lại một đạo không gian vết rách xuất hiện. Ta còn chưa tới, cũng không thể kết thúc à. Diệp thần từ trong bước ra, trong tay huyết ma kiếm đưa tới ma đế đồng tình, xông thẳng tới. Huyết ma kiếm nối đuôi tới, chung quanh lóe lên đỏ tươi sáng bóng, cuốn lên vô tận gió lớn, trực tiếp thổi bay rất nhiều thiên đạo cung trưởng lão. Ma đế một nắm chặt huyết ma kiếm, một kiếm sử dụng, nháy mắt tức thì bốn phương mây máu phun trào, đánh bay trước mắt quân ma trần, rồi sau đó chém ngang mấy chục kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều có diệt thế khí cơ, rơi vào mỗi một vị trưởng lão và quân ma trần trên mình lúc đó, liền giống như một tòa luyện ngục rơi vào bọn họ trên mình. Vô số oán linh kêu khóc thanh âm truyền ra. Tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ thời thời khắc khắc ảnh hưởng những cường giả này tâm thần. Ma đế lại lần nữa sử dụng một kiếm, trực tiếp đánh chết một vị thái hư cảnh đỉnh cấp trưởng lão, rồi sau đó cùng còn dư lại trưởng lão kịch chiến chung một chỗ. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Quân ma trần trực tiếp nổ tung bao phủ hắn luyện ngục, tiếp tục hướng ma đế đánh tới. Diệp thần thông suốt vọt tới, trong tay chu thiên thần ma thương hiện lên, ngăn trở quân ma trần nhất kích, nhưng tự thân bạo lui mấy ngàn mét, trào máu vượt quá. Hắn xông vào nơi hạch tâm, cũng đã trọng thương. Hiện tại làm sao ngăn trở chảm ách cảnh quân ma trần? Cũng may thời khắc mấu chốt. Xích trần thần mạch và bất hủ thần thể toàn bộ kích hoạt. Hơn nữa vậy một mực không ổn định lăng phong thần mạch, lại khởi động. Liên tục không ngừng hấp thu quân ma trần một kích kia lực lượng. Thằng nhóc, kiếm lấy về dùng. Ma đế phức tạp nhìn một mắt Diệp thần,
có vui vẻ yên tâm, có cảm động. Sau đó, xoay người nhìn hết thảy các thứ này, trực tiếp cầm trong tay huyết ma kiếm ném bắn cho Diệp Thần, lại lần nữa sử dụng mình lấy ma khí ngưng kết ra ma kiếm, chợt đánh ra mấy trăm chiêu, nhưng ở Thiên Đạo Cung tất cả trưởng lão liên thủ phản kích dưới, không thể đánh chết một người. Kiếm là không tệ, đáng tiếc, cũng không phải là bản đế. Ma đế có chút cảm khái, trước đây là Diệp Thần sử dụng huyết ma kiếm chuôi này vũ khí, trợ giúp mình giải vây. Đáng tiếc, huyết ma kiếm cũng không phải là mình, sử dụng chốc lát liền bị cắn trả lực lượng, hơn nữa Diệp Thần bị quân ma Trần công kích, dứt khoát trả lại cho ma đế. Ma đế, tiếp lấy, Diệp Thần đem Chu Thiên Thần ma thương ném bắn cho ma đế. Ma đế khó khăn lắm sống lại, trong tay cũng không hơi tốt binh khí, nếu không chém giết lâu như vậy, Thiên Đạo Cung cũng sẽ không mới hoàn toàn chết một vị trưởng lão, vẫn là lợi dụng huyết ma kiếm đánh chết. Ma đế vào tay Chu Thiên Thần ma thương, tiếp theo và Thiên Đạo Cung trưởng lão chém giết chung một chỗ, dần dần lực áp rất nhiều thái thượng trưởng lão. Hắn nguy hiểm đã giải trừ. Diệp Thần nếu là không tới, hắn vô cùng có thể lần nữa chết. Hô hô, hô hô. Diệp Thần lần nữa đối với quân ma Trần, sau lưng giết hại đại đạo nổi lên, trong tay huyết ma kiếm tách thả ra đạo đạo ma quang, cả người tản mát ra một cổ có 102 thiên hạ khí cơ, trong mắt tràn đầy màu máu, cả người nhập ma, huy động huyết ma kiếm thi triển cao nhất kiếm quyết cùng quân ma Trần chém giết chung một chỗ. Đứa nhỏ, dám can đảm đến tìm chết. Bản quân tác thành ngươi. Ta cố nhiên trọng thương, cũng không phải bây giờ ngươi có thể chống lại. Quân ma Trần như cũ tay cầm huyết kiếm, cùng Diệp Thần chém giết, quanh thân ma khí phun trào, vô số khảng thương tiếng truyền ra. Diệp Thần căn bản không địch. Quân ma Trần huyết kiếm đâm ra, đâm rách Diệp Thần ngực, đem đánh bay ra ngoài, tự thân nhưng là chưa từng bị cái gì thương thế. Thành tựu Trảm Ách cảnh trung kỳ khủng bố tồn tại, dù là bị thương, Diệp Thần còn không làm gì được hắn. Quân ma Trần nhận lấy cái chết. Ma đế thấy được Diệp Thần bị đánh trọng thương, xoay người một nhát thương đâm ra, muôn vàn thương cương nổi lên, mỗi một đạo thương cương đều là thật, nhưng là bởi vì đầu thương lay động tần số cực nhanh, sinh ra hơn 10.000 đạo thương cương. Huyết kiếm vô song. Giết. Quân ma Trần vậy sử dụng mình tuyệt chiêu, trong tay huyết kiếm không ngừng tách thả ra tất cả loại kiếm quang. Kiếm quang nếu như biển khơi sóng lớn mãnh liệt ra. Bình bịch bịch, bịch bịch. Một hồi tiếng nổ truyền ra sau đó, màu máu kiếm khí bị đánh nát. Quân ma Trần càng bị một nhát thương đâm mặc ngực, rớt rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, quanh thân ma huyết tràn ra, bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Đáng chết ma đế. Đáng chết tiểu tử. Rõ ràng sắp đánh chết ma đế, thằng nhóc này nhưng tới. Tự tìm cái chết à. Quân ma Trần ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi đôi với thanh âm truyền ra, không gian vết rách khắp nơi nổi lên, hơn 10 vị ma tộc cường giả giết ra, có chính là Trảm Ách cảnh tầng 1 tầng 2 trời, có chính là Thái Hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp, chừng hơn 50 người. Cái nhóm này cường giả, chính là quân ma Trần âm thầm chuẩn bị, để ngừa vạn nhất chi dụng. Xưa nay, quân ma Trần đều thích hai tay chuẩn bị. Bái kiến ma tôn. Bái kiến ma tôn. Bái kiến ma tôn. Ma tộc hơn 50 vị cao thủ đồng loạt đạp không quỳ xuống, mắt nhìn quân ma Trần, trong mắt tràn đầy tuyệt đối tôn kính ý. Quân ma Trần đứng dậy tới, ngực lỗ máu tự động khép lại, nói, giết ma đế. Tuân lệnh. Rất nhiều cao thủ lên đường giết ra, mỗi người thái hư ma binh giết ra, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa vân. Vân binh khí, từ các phe tập sát ra. Mỗi một chuôi binh khí bên trong đều mang hủy diệt phép tắc lực lượng, đồng thời tập sát ma đế. Người cùng người của ma tộc, lại có thể phản bội bản đế. Ma đế hết sức tức giận, một trưởng đánh bay một vị trưởng lão, xoay người huy động Chu Thiên Thần ma thương, đầu thương chống lên một đạo màu máu bình phong che chở, ngăn cản ma binh tập sát. Binh bịch bịch, oanh oanh. Rất nhiều ma binh đánh vào màu máu bình phong che chở, đưa tới rung động muôn vàn. Mạnh mẽ xuyên thấu lực cho tới ma đế cũng trào máu, bên này khó khăn lắm chặn lại ma tộc cường giả, bên kia Thiên Đạo Cung trưởng lão lại đánh tới. Trong chốc lát, hơn 100 vị thái hư cảnh đỉnh cấp và Trảm Ách cảnh cường giả cái thế vây giết ma đế. Dù là ma đế trong tay có tiện tay binh khí, nhưng cũng khó mà chống đỡ,
lại lần nữa rơi vào khốn cảnh trong đó. Bót sát, ca, ma đế vòng bảo vệ bị đánh nát, ngực bị quân ma trần và thiên đạo cung trưởng lão đánh xuyên, liền nhanh chóng cháy trong cơ thể ma lực đi tới một bên, trước đây chỗ ở không gian nhanh chóng bị tất cả đại cường giả đánh bể, cũng may tốc độ khá nhanh, nếu không đã chết tại chỗ. Như vậy chi bao cao tay. Dù là chảm ách cảnh tầng 9 thiên cấp đừng cao thủ, cũng khó mà ngăn trở. Ngay tại ma đế sắp lần nữa bị thương nặng đồng thời, không gian lần nữa bị biến dạng, một cái huyết bào người trung niên giết đi ra, tay cầm một cái huyết đao, lúc này đánh chết hai vị thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp ma tộc cường giả. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Rất nhanh, hơn 30 đạo thân hình từ không gian trong vết rách lao ra, đi đôi với huyết bào người trung niên tập sát thiên đạo cung và ma tộc cao thủ. Chỉ một lát sau bây giờ, khinh thường thiên đạo cung và ma tộc, liền tổn thất vượt qua 10 vị thái hư cảnh tầng 8 thiên trở lên cao thủ. Thương khung tiếng lại là vang lên một giọng nói. Ma, là thiên địa mở ra sơ khai. Ma, không thế gian tà ác chi nguyên. Ma, mang trong lòng thương sinh, dám hám thần quốc. Ma, lấy máu nhiễm thương khung, khí phách thiên địa đong đưa. Ma, dám cười tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cung. Huyết bào người trung niên dẫn một đám thái hư cảnh đỉnh cấp và chảm ách cảnh cao thủ, hướng ma đế lăng không quỳ xuống, nói, ma linh tử xuất bộ nhiều người, bái kiến ma đế. Ma đế thấy ma linh tử, con người vui mừng. Đây là hắn duy nhất người tín nhiệm. Ha ha ha. Được, được, bản đế ngày xưa thuộc hạ cuối cùng có người tới. Ma linh tử, đây cũng là bản thể của ngươi, mà không phải là lần trước nhìn thấy phân thân đi. Ma linh tử khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là bản thể. Từ sự kiện kia sau này, ta bản thể một mực ở thần quốc, ma đế, ta ở thần quốc phát hiện một nơi nghịch thiên cơ duyên. Cái này cơ duyên chính là vì ngươi sống lại mà sống. Ta cũng biết có một ngày, ngươi biết cường thế trở về. Được. Thiên đạo cung, quân ma trần, các ngươi người của song phương, một cái vậy đừng còn sống rời đi. Ma đế không chút kiêng kỵ cười lớn. Mình năm xưa thuộc hạ ma linh tử dẫn rất nhiều bộ chúng chạy tới chi viện. Diệp thần nhìn phía xa ma linh tử, nhướng mày một cái. Hắn phát hiện thời khắc này ma linh tử và ban đầu ở U Minh thung lũng ma đế cố bên trong ở giữa vậy đạo hư ảnh hoàn toàn không cùng. Chẳng lẽ thăng long thi đấu trong bí cảnh ma linh tử truyền thừa là một lời nói dối? Cũng hoặc là nói, liên quan tới ma linh tử ở linh võ đại lục hết thảy truyền thuyết, bất quá là ma linh tử phân thân thành. Ma linh tử biết ma đế sẽ có sống lại một ngày. Một mực ở thần quốc tu luyện. Thời khắc này Diệp thần phát hiện ma linh tử tu vi ở chảm ách cảnh. Hơn nữa đứng phía sau rất nhiều ma đế bộ hạ đều ở đây thái hư cảnh trung kỳ trở lên. Thậm chí còn có không thiếu chảm ách cảnh. Những người này cũng không có bất kỳ bị thương, đều là đỉnh cấp tu vi à. Thiên đạo cung và quân ma trần bố trí chu diệt ma đế. Mà ma linh tử một mực đang ẩn núp thần quốc, ở thiên đạo cung mí mắt phía dưới tu luyện, thậm chí còn hội tụ ma đế hết thảy trung tim người. Chỉ là hôm nay, nếu như thiên đạo cung hôm nay cờ là một đạo giết cờ. Như vậy ma linh tử cờ chính là một đạo bố trí vạn năm cờ hiểm. Bất quá dưới mắt xem ra, ma linh tử đánh cuộc đúng. Cùng trong chốc lát, quân ma trần thậm chí còn những cái kia bị thương nặng thần quốc cường giả cũng bối rối. Vậy vô tận đè nén ma khí tựa như một đầu ngút trời cự thú ngưng mắt nhìn bọn họ. Ma đế cầm đầu, ma linh tử và rất nhiều bộ hạ ý định giết người phóng thích, ma khí thông thiên. Tựa như và thượng cổ hình ảnh trọng hợp. Một vị người bị thương nặng thần quốc chảm ách trưởng lão nhìn về phía quân ma trần, lạnh lùng nói, quân ma trần, người hẳn biết trước mắt tình huống như thế nào. Lần này, nếu không phải động dùng toàn lực, người cùng chúng ta đều sẽ chết. Quân ma trần tròng mắt lạnh như băng và kiêng kỵ, hắn nhìn về phía ma linh tử, lạnh lùng nói, ma linh tử, ta sớm nên nghĩ đến ngươi là chết giả. Năm đó ngoại giới truyền cho ngươi chết sau đó, ta liền dùng thuật pháp tìm lần toàn bộ linh võ đại lục và ma vực, cũng không có ngươi hơi thở. Lại không nghĩ rằng ngươi ở thần quốc. Ma linh tử, ngươi nhất định phải đứng ở ma đế bên này, ma đế muốn khôi phục đỉnh cấp không đơn giản như vậy. Mà hiện tại thần quốc lực lượng có thể vượt qua xa thượng cổ. Ta dám hướng ngươi bảo đảm,
ma đế vẫn là phải chết. Kia sợ chúng ta đánh bại, thần quốc cường giả vô cùng vô tận đuổi giết, người có thể chịu đựng sao? Ma linh tử, người hiện tại như lựa chọn ruồng bỏ ma đế, có lẽ, người còn có sống sức sống. Mà giờ khắc này, ma linh tử cười, hắn máu kia bào múa, ngay lập tức biến mất. Một giây kế tiếp, lại xuất hiện ở quân ma trần bên người. Một trưởng đánh ra, vô tận huyết khí quấn quanh nơi tay tim, hung hãn phiến ở quân ma trần trên mặt. Nếu như thời kỳ tột cùng quân ma trần tất nhiên có thể chống lại. Nhưng mà hiện tại quân ma trần sớm liền trọng thương, như thế nào đối kháng ma linh tử? Hắn ngay tức thì bị tát bay 100 mét. Trên mặt trưởng ấn giống như máu tươi khắc xuống vậy. Quân ma trần, người tên xúc sinh này, phản bội ma đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta ma linh tử cho dù chết, cũng sẽ không phản bội ma đế. Bởi vì thế gian xưng đế người, chỉ có ma đế. Ngươi không xứng. Quân ma trần ổn định thân hình gương mặt dữ tợn, hắn nhìn về phía sau lưng hắn rất nhiều ma tộc cường giả, giận dữ hét, ngưng trận, giết cho ta. Không chừa một mống. Mà thần quốc trưởng lão cũng không dám hết lấy nhẹ tim, giống vậy cất cao giọng nói, thần quốc các vị trưởng lão, ngưng trận, giết đế. Hai đạo trận pháp hội tụ, giống như hai tôn nối thẳng bầu trời cự thần hư ảnh. Mà ma linh tử cũng không nói nhảm, đối với sau lưng mọi người nói, tất cả mọi người nghe lệnh, bảo vệ ma đế, khởi động, lăng thiên bảo vệ đế trận. Nháy mắt tức thì, một tôn hơn nữ ưu việt trận pháp hư ảnh úy như vậy xuất hiện. Ba đạo cự thần bóng người, vào giờ khắc này va chạm. Vô số máu tươi phun trào. Ngay lập tức bây giờ, chính là hơn 10.000 chiêu. Vô số máu tươi tự nhiên. Diệp thần mơ hồ bây giờ thấy thần quốc trưởng lão, quân ma trần thủ hạ, ma đế bộ hạ không ngừng rơi xuống. Hóa là xương máu, ở thương khung nổ tung. Ba đạo trận pháp hư ảnh càng ngày càng yếu. Mà ma đế vậy thương chỉ thương khung, giết lần mọi người. Đây là một tràng phối hợp đời cuộc chiến. Cuối cùng chỉ có thể sống hạ le que mấy người. Một bên Diệp thần chậm rãi ngự không lên, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vậy làm xong đại chiến chuẩn bị. Hắn vừa định xông về thương khung. Thiên địa dị tượng. Một cái to lớn trận bàn hiển lộ. Thiên đạo lực hạ xuống. Lần này, thiên đạo cung thật ngồi không yên. Hiên viên mặc tà sợ hãi. Thậm chí ở tổn thương thiên đạo cung trên căn bản, chu diệt hết thảy. Một cổ cực hãn năng lượng ở trên bầu trời cao phun trào. Không chỉ muốn giết ma đế, càng phải giết hết tất cả mọi người tại chỗ. Đây là thiên đạo cung hủy diệt kế hoạch. Ma đế và ma linh tử, thậm chí còn quân ma trần sắc mặt đều là kịch biến. Người điên! Thiên đạo cung đây là cái gì người điên hành vi à? Ma linh tử không do dự nữa, đi tới ma đế bên người, cũng đối với rất nhiều ma tộc bộ hạ nói, hôm nay, các ngươi có thể nguyện là ma đế chết. Một khắc sau, từng đạo gầm thét tràn ngập vân tiêu. Ta là ma đế người, nguyện là ma đế chết. Ta là ma đế người, nguyện là ma đế chết. Ta là ma đế người, nguyện là ma đế chết. Đây là ma đế bộ hạ quyết tâm. Không sợ chết. Ma linh tử bảo vệ ở ma đế trước người, nghiêm túc nói, ma đế, chờ lát nữa chúng ta sẽ tự bạo, biến dạng hư không, cưỡng ép đưa ngươi tiến vào thần quốc. Ma đế, mời đi chỗ đó tọa truyền thừa chi địa, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Đủ ngươi khôi phục đỉnh cấp. Như chưa đến đỉnh cấp, ngàn vạn lần không thể là chúng ta trả thù. Ma đế trong mắt tức giận. Hắn tức giận mình. Hắn tức giận không thể bảo vệ bộ hạ. Tại sao? Tại sao? Giờ khắc này, ma đế trong mắt rơi xuống một hạt nước mắt. Đây là ma đế nước mắt. Vô tận ma khí vòng quanh nước mắt. Đột nhiên, ma linh tử nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cách đó không xa Diệp thần. Diệp thần, ban đầu ở ma đế cố bên trong, thần niệm của ta liền thu Huyền Nguyệt Tông Duẫn Mính làm đồ đệ. Sau đó, ta thật ra thì mang nàng lên liền thần quốc. Ta biết ma đế năm nay sẽ sống lại, cũng chỉ có thể đem nàng giao cho Mang Sơn Sơn Trang Cốt Lão. Cốt Lão là ta ở thần quốc bạn tốt, đủ trở thành Duẫn Mính lão sư. Hắn cũng biết đúng sự kiện, người sau này như đi thần quốc, có thể đi thần quốc Mang Sơn tìm Duẫn Mính. Bất quá, ta năng lượng có hạn, không cách nào và đem ngươi ma đế cùng nhau truyền tống,
chỉ có thể đem ngươi đưa về Huyền Nguyệt Tông. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu, âm thầm nhớ vị trí. Hắn cuối cùng là phải đi thần quốc. Bây giờ nhìn lại, Ma Đế cũng phải đi thần quốc khôi phục đỉnh cấp. Còn như cái đó thần quốc truyền thừa chi địa ở đâu, Diệp Thần biết mình không cần biết. Một khắc sau, Ma Linh Tử giao phó xong hết thảy, quỳ xuống ở Ma Đế trước người. Tất cả Ma Đế bộ hạ cũng quỳ xuống. Chúng ta máu, là Ma Đế mà lưu. Một cái nặng nề dập đầu. Rồi sau đó, bọn họ đứng lên, trong mắt kiên quyết đến trình độ cao nhất. Liều chết kiên quyết. Năm ngón tay bắt pháp quyết, ma huyết cháy. Ma Đế và Diệp Thần sau lưng hư không biến dạng. Ma Đế phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, đem Chu Thiên Thần ma thương vứt ra ngoài. Diệp Thần, đa tạ ngươi tới tương trợ. Phần ân tình này, ta sẽ dùng vĩnh sinh tới trả lại, chuôi thương này vẫn còn cho ngươi. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, bản đế không hy vọng ngươi chết. Thậm chí, ngươi so bản đế còn trọng yếu hơn. Ta có thể chết, nhưng là ngươi không được. Ma Đế đem Chu Thiên Thần ma thương ném cho Diệp Thần, vẫy tay chuẩn bị bước vào tê liệt không gian, nói chúng ta thần quốc tạm biệt đi. Hy vọng ngươi ta có thể cùng chung đạp bể thần quốc Thiên Đạo Cung. Một màn này, ngay tức thì để cho quân Ma Trần và thần quốc trưởng lão nổi giận. Ma Đế làm sao có thể rời đi? Tất cả mọi người bọn họ đều có thể chết, nhưng Ma Đế tuyệt không thể sống. Tất cả sống sót cường giả đồng loạt linh lực phóng thích đến mức tận cùng. Chuẩn bị tru diệt Ma Đế. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Bọn họ trong mắt đều là thất vọng và thống hận. Ngay tại Ma Đế muốn hoàn toàn bước vào cửa hư không thời điểm. Một người mặc đạo bào ông già đột nhiên xuất hiện. Ma Đế, ta sư thúc bởi vì ngươi mà chết, ngươi liền lưu lại đi. Ông già đạo bào hơi thở mạnh đến mức tận cùng. Ngay lập tức bây giờ, liền nắm một kiếm đâm về phía Ma Đế. Một kiếm này, Ma Đế hẳn phải chết. Mà một màn này, nhưng là để cho thần quốc Thiên Đạo Cung trưởng lão mừng như điên. Là Thiên Cơ Đạo Nhân. Thiên Cơ Đạo Nhân ra tay. Ha ha, Ma Đế phải chết. Thiên Cơ Đạo Nhân nhưng mà cung chủ tự mình mời ra núi. Cung chủ quá sáng suốt, bộ này cờ hiểm ai có thể biết. Đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ Đạo Nhân phá vỡ hết thảy thăng bằng. Định trước hủy đi hết thảy. Mà bước vào cửa hư không Ma Đế hiển nhiên cảm nhận được cái gì. Nhưng là thời khắc này hắn định trước không cách nào đánh lại. Bởi vì hắn lực lượng đã tiến vào cửa hư không mặt khác thần quốc. Hắn cầm nguy hiểm nhất sau lưng giao cho người khác. Như một kiếm này đâm vào thân thể, hết thảy cũng xong rồi. Ma Đế trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, nhưng khôi phục rất nhanh, có lẽ, đây cũng là mạng ta đếm đi. Quân Ma Trần mừng như điên, gương mặt dữ tợn, Ma Đế, một màn này ngươi có thể quen thuộc, chỉ bất quá sau lưng một kiếm này, lúc này không phải ta đâm, nhưng hay là có người thay ta hoàn thành. Ma Linh Tử và rất nhiều bộ hạ mất hết ý chí. Bọn hắn bây giờ căn bản không có thể ngăn cản à. Không còn kịp rồi à. Tức giận, thất vọng, thống khổ. Vô số phức tạp tâm trạng phun trào. Hết thảy thất bại trong gang tấc. Thiên Cơ Đạo Nhân cũng là lộ ra một đạo nụ cười, ta vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, chính là vì giờ phút này. Kết thúc đi. Ngay tại kiếm ý phải xuyên qua Ma Đế thân thể thời điểm. Một người thanh niên đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần. Diệp Thần tới. Ma Đế đi mau. Giờ khắc này, Diệp Thần lựa chọn chắn Ma Đế trước người. Ma Đế thấy một màn này, vội vàng nói, Diệp Thần. Đi mau à, mau cút. Ngươi làm sao có thể chết. Nhưng mà một kiếm này vẫn là rơi xuống. Vô Cực Đạo Nhân đã sớm biết Diệp Thần sẽ xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, phong môn cảnh mà thôi, vẫn là phải chết. Hơn nữa, ngươi không cứu được Ma Đế. Ngay tại đạo kiếm muốn đâm vào Diệp Thần thân thể thời điểm. Diệp Thần quanh thân lại thả ra một cổ cực mạnh ánh sáng. Ánh sáng hội tụ ra một đạo thái cực bát quái đổ chắn Diệp Thần trước người. Không chỉ như vậy, Diệp Thần đan điền xông ra vô số hỗn độn ánh sáng, giống như cành lá bọc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Vô Cực Đạo Nhân diễn cảm. Cực độ hoảng sợ. Tay hắn đang run. Sư thúc. Hắn vốn cho là sư thúc chết ở Ma Đế trong tay, lại không nghĩ rằng,
trước mặt cái này người thanh niên chính là hắn sư thúc. Trận bàn này, cái này hỗn độn lực, chỉ có vậy sư thúc có thể. Một khắc sau, hắn chợt thu hồi lực lượng. Thậm chí hắn nắm chặt đạo kiếm xương tay đều tan nát. Cường đại kia một kiếm, lại hướng thiên đạo cung trưởng lão đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bối rối. Thần quốc cao cao tại thượng thiên cơ đạo nhân, lại không giết Diệp Thần. Phản còn đối phó bọn họ thiên đạo cung. Đây là tình huống gì? Đùa gì thế? Dựa vào gần đây một vị thần quốc trưởng lão hoảng sợ nói, thiên cơ đạo nhân, ngươi lầm à? Cung chủ để cho ngươi giết ma đế, không phải giết chúng ta à? Nhưng mà, giờ phút này thiên cơ đạo nhân ý định giết người hội tụ. Một tiếng gầm lên. Người động sư thúc, giết. Thần quốc thiên đạo cung cũng không ngoại lệ. Ma đế hư không cửa khép lại. Diệp Thần cũng bị khác một tòa hư không cửa truyền tống rời đi. Diệp Thần biết, ở thời khắc quan trọng nhất, hỗn độn tinh thụ ra tay. Mà hỗn độn tinh thụ, cũng chính là cái đó vạn ma chi địa gặp tiểu đạo sĩ, lại chính là cái này mạnh mẽ đạo trưởng sư thúc. Rất nhanh, thương khung thiên đạo lực hạ xuống. Ba ngày sau, Diệp Thần truyền tống hồi Huyền Nguyệt Tông sau đó, liền ngủ ước chừng ba ngày. Hắn quá mệt mỏi, mấy ngày nay một mực đang ngủ say. Hơn nữa thần quốc Đỗ Thành Sư cũng tới tiếp hắn. Đỗ Thành Sư là Diệp Thần kéo dài quá nhiều trời, ngày mai là ngày cuối cùng. Hắn phải đi thần quốc. Rồi sau đó, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di các người không ngừng vuốt ve. Truyền huyết mạch lực lượng hiệu quả rõ ràng thấp xuống. Bất quá dựa theo Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di bây giờ tốc độ tu luyện và tài nguyên, thái hư cảnh cũng không coi là quá xa xôi. Hắn cố nhiên muốn mang các nàng đi thần quốc, nhưng là Diệp Thần biết, hắn ở thần quốc tràn đầy hung hiểm. Còn chưa ổn định, chỉ có cắm rễ xuống, mới có thể bảo vệ các nàng. Ở Linh Võ Đại Lục, Huyền Nguyệt Tông đủ để bảo vệ hết thảy. Duẫn Minh ở thần quốc, Ma Đế ở thần quốc, Kỳ Lâm ở thần quốc, còn có Kỳ Tư Thanh cũng ở đây thần quốc. Bất kể như thế nào, chuyến này thần quốc chuyến đi, hắn muốn cùng những người này hội họp. Còn có chuyện trọng yếu hơn. Luân hồi mộ địa sư tôn đều ở đây thần quốc. Thiên đạo cung cũng ở đây thần quốc. Mình thân thế bí mật, càng ở thần quốc. Đêm đến, Diệp Thần đứng ở Huyền Nguyệt Tông bên ngoài đại điện trên quảng trường, mặt hiện nhớ lại vẻ, nghĩ lúc đó hắn mới tới Huyền Nguyệt Tông, chính là ở chỗ này cùng Triệu Bình phát sinh mâu thuẫn, bị hắn lấy khí tức trọng thương. Có thể thời gian đảo mắt, mình đã trở thành linh võ đệ nhất cường giả, bước lên huyền bảng đệ nhất thiên tài, trợ giúp Huyền Nguyệt Tông trở thành linh võ đại lục kinh khủng nhất, lại cường đại thế lực, mà hiện tại, mình liền phải rời đi nơi này. Lần đi thần quốc, không biết lúc nào mới có thể trở lại. Thật có thể tìm được ma đế sao? Thần quốc thiên đạo cung, luân hồi mộ địa, thần quốc diệp gia, cửu thiên thần long điện, cái này bây giờ rốt cuộc có dạng gì liên lạc? Hoặc hứa ra ra bày ra cục, chiến trường chân chính, chắc là cái gọi là thần quốc đi. Đây là, Diệp Thần sau lưng, truyền tới một nhẹ nhàng mà mị hoặc giọng nữ nói, sư đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Thần quay đầu lại, Tử Ngưng đang đứng ở mình sau lưng, mắt đẹp ở ánh trăng ánh chiếu hạ, nhộn nhạo gợn sóng. Diệp Thần cười nói, nhớ lại chuyện trước kia, sư tỷ, thương thế của ngươi ra sao? Tử Ngưng có chút hoạt bát cười nói, ta tu vi có thể tăng cao không thiếu, mượn cơ duyên và Huyền Nguyệt Tông tài nguyên, đã mạnh lớn không ít, chút thương nhỏ này, lại coi là cái gì. Bất quá, gần đây ta luôn cảm giác thân thể có chút cổ quái, tốc độ tu luyện cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Nếu như ta không đoán sai, chính là bởi vì sư phụ phong ấn ở ta trong cơ thể luân hồi huyền bi. Khối kia luân hồi huyền bi, mơ hồ làm dịu ta toàn thân. Đây là nhiều năm qua phát sinh lần thứ nhất sự việc. Chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại bước chân vào phong môn? Lúc này mới lộ vẻ hiệu quả. Vừa nói, nàng vậy nhìn về phía chỗ kia quảng trường, không khỏi được cười nói, người ban đầu vậy thật có thể gây họa, tới một cái Huyền Nguyệt Tông, liền đắc tội trưởng lão đệ tử, ngươi nhưng mà ta đã thấy cái đầu tiên, bất quá, ta đang là yêu mến ngươi cái này loại ngạo, cái này loại vĩnh không cúi đầu tinh thần, mới sẽ nhìn chúng ngươi. Diệp Thần chề miệng một cái, đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên, mặt mũi hơi chậm lại, một cái thân thể mềm mại, ném vào trong ngực của hắn. Tử Ngưng,
lại đột nhiên ôm lấy hắn. Sư tỷ, Diệp Thần, ban đầu, ta chỉ là cảm thấy, ngươi và ta đã từng người sư đệ kia rất giống, có thể dần dần, cái đó ở ta đáy lòng, đã sớm thân ảnh mơ hồ, lần nữa rõ ràng, có thể người kia cũng không phải ta sư đệ, mà là ngươi. Lúc này, ta mới rốt cục rõ ràng, nguyên lai, ta đã thích ngươi. Diệp Thần trầm mặc, hắn đối với Tử Ngưng tự nhiên không phải là không có hảo cảm, sở dĩ vẫn không có cái gì biểu thị, là bởi vì là hắn biết, Tử Ngưng trong lòng, tựa hồ còn có chút mê mang, còn không xác định tâm ý của mình. Có thể hiện tại, Tử Ngưng nhưng đối với hắn bày tỏ. Tử Ngưng đột nhiên nâng lên tuyệt đẹp gương mặt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, có chút điểm trong suốt lóe lên, nguyệt quang vẩy vào nàng trên mình, nhìn qua, giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Diệp Thần ngửi Tử Ngưng trên mình truyền tới thơm dịu, cùng mắt đối mắt gian, óc bên trong không khỏi một hồi choáng váng, cho dù lấy hắn định lực, đều có chút không cầm được. Ta một mực không dám nói cho ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi phải đi thần quốc, nếu là không nói nữa, ta sợ. Ta sẽ hối hận cả đời. Sư tỷ, ta. Không nên kêu sư tỷ ta, kêu ta Tử Ngưng, hoặc là. Kêu ta Ngưng Nhi, được không? Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm ở Tử Ngưng eo nhỏ nhắn, thân hình chớp mắt, đã xuất hiện ở thần nguyệt các một gian một nóc gác lửng bên trong. Đây là, thương cổ y thần thanh âm, đột nhiên ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, người hấp thu hai khối luân hồi huyền bi lực lượng. Mà đây nha đầu trong cơ thể vậy có một đạo luân hồi huyền bi, nói không chừng, âm dương giao hợp sẽ có hiệu quả. Bất quá người yên tâm, luân hồi mộ địa có cường đại cấm chế, cái này loại hình ảnh chúng ta căn bản không cách nào phát hiện. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Tử Ngưng thể chất vô cùng là đặc thù, bỏ ra luân hồi huyền bi, cũng là hết sức chân quý thiên hương bảo thể, được hắn nguyên âm. Đối với tu võ giả căn cơ, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực, còn có thể lại đạt được một lần tăng lên. Hơn nữa nếu là có thể sinh ra luân hồi huyền bi phản ứng, có lẽ có thể có chỗ tốt nhiều hơn. Tử Ngưng lúc này đã mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, mắt đẹp có chút mê ly nhìn Diệp Thần, chuẩn bị kỹ càng, có thể thấy Diệp Thần thần sắc, không khỏi hỏi, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần ngưng mắt nhìn Tử Ngưng nói, Ngưng Nhi. Người thể chất rất đặc thù, nếu như được ngươi. Người ta sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, nếu như ngươi không muốn. Nói tới chỗ này, Diệp Thần thanh âm, nhưng hơi ngừng, không nói được. Bởi vì, Tử Ngưng hôn lên hắn đôi môi. Trong phòng, mập mờ không khí, càng ngày càng nghiêm trọng. Tử Ngưng mặt ửng đỏ hà, hướng về phía Diệp Thần hé miệng cười một tiếng nói, ta tại sao sẽ không muốn ý đâu. Chỉ là ta không làm hết sức mình. Hiểu không hề nhiều. Ta cũng biết Nhược Tuyết, tôn di các nàng ở trong lòng ngươi vị trí. Ta sở cầu không nhiều, chỉ hy vọng, ngươi tìm mới có thể có một cái thuộc về ta nho nhỏ xó xỉnh, dù là cực nhỏ, ta cũng thỏa mãn. Diệp Thần trong mắt cảm động. Nếu như cô gái này hắn lại phụ lòng, vậy thì thật thật xin lỗi Tử Ngưng. Tử Ngưng, ngươi yên tâm, ta tìm, bất kể như thế nào, đều sẽ có ngươi vị trí. Một giây kế tiếp, hai người ôm nhau, da thịt dán chặt. Trắng nõn tay, nắm thật chặt. Leo lên cao đỉnh, hai người hòa hợp. Nặng nề tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Mà cùng thời khắc đó, Tử Ngưng mi tim lại lóe lên một đạo ánh sáng. Tia sáng kia lại hình thành một cái cổ xưa phù văn. Và phong ấn ở Tử Ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bi lên chữ viết giống nhau như đúc. Cái này luân hồi huyền bi lại đang Tử Ngưng trong cơ thể thức tỉnh. Hơn nữa hai đạo hòa vào nhau trên người, lại treo nổi lên bốn khối luân hồi huyền bi hư ảnh. Trần bia, gió bia, viêm bia, linh bia. Tử Ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bi, lại là linh bia. Nắm trong tay sinh linh, đại biểu hồi phục linh bia. Kéo dài bốn tiếng va chạm, hết thảy bình tĩnh. Diệp Thần vậy mơ hồ cảm nhận được Tử Ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bi. Đại biểu hồi phục lực. Thậm chí có thể nói là mạnh hơn thương cổ y thần y thuật. Thế gian nhất nghịch thiên hồi phục ý. Căn nguyên hội tụ. Chỉ tiếc, Diệp Thần biết, bây giờ còn chưa có biện pháp từ Tử Ngưng trong cơ thể cầm ra luân hồi huyền bi. Một khi cầm ra, Tử Ngưng hẳn phải chết. Hắn tuyệt không cho phép. Diệp Thần nhìn nằm ở lồng ngực thân thể mềm mại.
xinh đẹp gương mặt, nhắm mắt. Luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhìn Thương Cổ Y Thần, mở miệng nói, lão Thương, người có thể có biện pháp tháo ra tử ngưng đối với luân hồi huyền bi lệ thuộc vào. Thương Cổ Y Thần lắc đầu một cái lại gật đầu một cái này bé gái thể chất có chút đặc thù, cơ hồ thuộc về tuyệt mệnh, chiếu lý mà nói không thể nào sống. Nếu là không có nàng sư phụ phong ấn luân hồi huyền bi, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Chính là bởi vì luân hồi huyền bi, nàng mới còn sống. Nàng đối với luân hồi huyền bi quá ỷ lại. Dĩ nhiên, muốn phá vỡ sự cân bằng này vậy không phải là không có biện pháp. Diệp Thần mừng rỡ, biện pháp gì? Thương Cổ Y Thần bước ra một bước, nhàn nhạt nói, thứ nhất, nàng bước vào hỗn độn cảnh, năm tháng vô hạn, luân hồi huyền bi cũng sẽ không lệ thuộc vào. Thứ hai sao, vậy sẽ phải đi thần quốc có mấy thứ đồ hội tụ, tạo thành một quả hỗn độn cấp đan dược kia ăn vào, nàng sinh mạng tự nhiên đúc lại. Chỉ tiếc, vậy mấy vị thuốc cũng không đơn giản. Diệp Thần lại đột nhiên nghĩ đến Sở Doanh. Kích động nói, vậy Sở Doanh vấn đề là không phải là đơn giản hơn. Thương Cổ Y Thần nhìn về phía Bông Tuyết Quan Tài Đá, gật đầu một cái, đích xác, nàng vấn đề đơn giản, ta y thuật là được giải quyết. Diệp Thần vội vàng nói, lão kia Thương, ngươi nhanh lên một chút à. Nhưng mà, Thương Cổ Y Thần nhưng là duỗi người, ta nói, không cứu, lần trước liền phá lệ. Ta nhưng không làm từ thiện. Muốn ta cứu, không cửa. Diệp Thần có chút nổi nóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão Thương, Thương Cổ Môn một nhóm, ngươi nhưng mà nói muốn truyền thụ ta một ít y thuật. Hiện tại bắt đầu dạy ta. Thương Cổ Y Thần sắc mặt có chút khó khăn xem, hừ lạnh một tiếng, ta chỉ dạy ngươi một phần chia. Bất quá muốn học ta y thuật, muốn xem ngươi có không có thiên phú. Ngày thứ hai, một chiếc từ một đầu dài mấy trăm trượng đỏ thẫm giao long kéo sang trọng hoa lệ xe bay. Từ Huyền Nguyệt Tông bên trong phóng lên cao, hóa là một đạo màu đỏ cầu vòng, hướng chân trời chạy như bay. Thùng xe bên trong, ngồi ba tên nam tử, chính là Diệp Thần, Đỗ Thành Sư và Lý Lăng. Lúc này Đỗ Thành Sư và Lý Lăng, đối mặt Diệp Thần, mặt đầy đều là vẻ cung kính. Không chỉ có bởi vì Diệp Thần thực lực, vậy bởi vì Diệp Thần thật đối với bọn họ chuyện lúc trước, không nhắc chuyện cũ. Đây là... Diệp Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, Đỗ Thành Sư, thần quốc kết quả ở địa phương nào? Đỗ Thành Sư mỉm cười nói, Diệp công tử, thần quốc, thật ra thì cũng không thể hoàn toàn coi như là ở linh võ đại lục bên trên, mà là ở linh võ đại lục giới vực biên giới, hơn nữa cùng thần quốc tiếp giáp, cũng không ước chừng linh võ đại lục. Chúng ta hiện tại địa phương muốn đi, gọi là linh thần vùng biển, nơi đó có thể nói là linh võ đại lục cuối. Vừa nói. Hắn đột nhiên lấy ra một quả minh in vô số phức tạp phù văn phong cách cổ xưa lệnh bài. Linh thần vùng biển cùng thần quốc một phần khu vực tương liên, hai giới từ một tọa siêu cấp đại trận ngăn ra, nhất định phải có lệnh bài kia, mới có thể đi vào trong đó. Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhìn một cái lệnh bài kia nói, lệnh bài kia là cái gì? Đây là thần quang làm, có cái này mới có thể tự do lui tới thần quốc cùng linh võ đại lục. Chúng ta thần quốc tổng cộng cũng chỉ có mấy chục cái thần quang làm thôi. Trong đó một phần chia, ở siêu cấp tông phái trong tay, một phần chia ở thiên đạo cung bên trong, một phần chia ở gia tộc cao cấp trong tay, còn dư lại một phần chia, thì thôi đánh rơi nhiều năm, không biết ở nơi nào. Bất quá, ta trong tay cái này cái, bất quá là hàng phỏng chế thôi, đây cũng là rất nhiều, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, trừ cái này ra, còn có một tai hại. Chính là sẽ đang sử dụng người trên mình lưu lại ký hiệu, một năm bên trong, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần hàng phỏng chế. Lại dùng, liền sẽ mất đi hiệu lực, thần quốc thế lực nếu là có cần lui tới linh võ đại lục, vậy sử dụng chính là như vậy hàng phỏng chế. Dĩ nhiên đi lại cũng có rất nhiều tình huống đặc biệt, cái này ta sau này sẽ cùng ngươi nói. Ngươi sẽ không sợ bị người đoạt, dùng để tiến vào thần quốc. Cướp. Đỗ Thành Sư cười khổ nói, Diệp công tử, ta mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng ở cái này linh võ đại lục, trừ ngài, vậy không có bao nhiêu người có thể từ trong tay của ta cướp đi cái này bắt trước thần quang làm chứ. Hơn nữa, ai lại dám cướp thần minh đồ đâu? Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục nói, người mới vừa nói, thần quốc có siêu cấp tông môn, gia tộc cao cấp. Theo ta cẩn thận nói một chút. Thần quốc thế lực. Giống vậy cũng chia là 9 các loại,
mà đây siêu cấp tông môn, gia tộc cao cấp, cộng thêm thần minh, thiên đạo cung loại, chính là thần quốc nội thế lực cao cấp. Mỗi một thần quốc thế lực, cũng có một cây thần trụ, dùng để kể cả đất thần bí, thần trụ không chỉ có thể mang đến đất thần bí linh khí, còn có thể truyền thừa đất thần bí võ, công pháp, ý cảnh chờ một chút. Mà thế lực cao cấp thần trụ, nơi liên tiếp giới vực cường đại nhất, linh khí nồng nặc nhất, võ, công pháp vân. Vân, cũng là nhất cao đẳng. Hơn nữa, nếu là ở trên chiến trường biểu hiện xuất sắc mà nói, còn có thể trực tiếp thông qua thần trụ, bước vào đất thần bí. Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên. Xem ra, tiến vào thần quốc sau đó, phải nghĩ biện pháp, gia nhập những thứ này thế lực cao cấp. Bất quá, Diệp Thần lại ánh mắt nhỏ tránh nhìn về phía Đỗ Thành Sư, hỏi, người nói chiến trường. Là cái gì? Đỗ Thành Sư cười nói, Diệp công tử, thật ra thì thần quốc chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chính là đất thần bí bởi vì phải mở ra một chỗ chiến trường, chống đỡ vực ngoại lực lượng, tất cả cái thế lực đều phải chuyển vận cường giả tác chiến, giữ thăng bằng. Cho nên, thần quốc tàn khốc vô cùng, bởi vì ở thần quốc không đáng giá tiền nhất, chính là mạng người. Trên chiến trường, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Diệp Thần hơi cau mày, không nghĩ tới, người linh võ một mực hướng tới thần quốc, lại là một nơi máu tanh vô cùng chiến trường. Bất quá, hoàn cảnh như vậy, nhưng là thích hợp nhất võ giả nâng cao thực lực. Cũng không biết Kỳ Tư Thanh như thế nào. Đỗ Thành Sư lại nói, Diệp công tử, không lâu sau, sắp đến tất cả cái thế lực chọn từ bên ngoài đến thiên tài tuyển chọn so tài, nếu như ngươi bây giờ muốn gia nhập một phe thế lực, cũng có thể tham gia. Bất quá, nếu như muốn tham gia so với là cường đại thế lực tuyển chọn thi đấu, cần phải lấy được một quả thượng thần bài, cái này thượng thần bài ta cũng không có, liền cần Diệp công tử tự nghĩ biện pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, kinh Đỗ Thành Sư nói một chút, Diệp Thần cũng coi là đối với thần quốc có đại khái biết. Hắn lại hỏi nói, còn có là một, người có biết hay không, thần quốc thiên đạo cung ở nơi nào? Đỗ Thành Sư sắc mặt sợ hãi thêm cổ quái, Diệp công tử, người hỏi thăm thiên đạo cung làm gì? Người muốn gia nhập thiên đạo cung, đây có thể khó lại càng khó hơn. Đến thần quốc, người tận lực thiếu để ra thiên đạo cung. Còn như vị trí cụ thể, ta cũng không tư cách biết. Vẫn là nói một chút người tiến vào thần quốc sau đó phải đối mặt sự việc đi. Nếu như ngươi có thể ở tuyển chọn thi đấu bên trong, lấy được đầu tên, nói không chừng, có cơ hội lấy được chí bảo. Thần minh có cái quy củ, sẽ đưa cho mỗi lần tuyển chọn thi đấu đầu tên, một kiện chí bảo. Hơn nữa, ngươi nhìn thấy, có lẽ biết thiên đạo cung. Diệp Thần nghe vậy, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải tự mình bước lên thiên đạo cung. Hắn hai tròng mắt bên trong. Thoáng qua một vẻ kiên định vẻ. Xem ra, cái này tuyển chọn thi đấu, hắn nhất định được đoạt được cái đầu tên. Cái này xích giao tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau, liền đã đạt tới linh thần vùng biển, trên mặt biển, tràn ngập một phiến màu xám trắng sương mù, 3 người tựa như đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đột nhiên, vậy xe bay bên trong, bắn ra một đạo quang hoa, ánh sáng rực rỡ hóa là một quả lệnh bài. Hướng về phía bầu trời bắn ra một đạo kim quang. Một khắc sau, vô tận hôi vụ, chợt cuồn cuộn, dần dần tách ra, Diệp Thần ngẩng đầu, từ tách ra trong sương mù hướng bầu trời nhìn lại. Hắn đôi mắt bên trong, tử mang chớp động, vận đủ thị lực, nhưng là mặt hiện vẻ kinh sợ. Hắn mơ hồ thấy được, trên bầu trời, chớp động vô số tối tăm phù văn, tựa như đúng phiến bầu trời, đều bị một cái vô cùng khổng lồ trận pháp, bao phủ vậy. Cho dù cách xa như vậy, Diệp Thần vậy có thể cảm giác được một cổ làm hắn lòng rung động không dứt khí tức hủy diệt. Hắn có thể khẳng định, trận pháp này, rất khủng bố. Chí ít, lấy hắn bây giờ thực lực, là tuyệt không có khả năng xông vào. Thậm chí, đừng nói xông vào, lại tới 10 hắn, 100 cái hắn, 10.000 cái hắn, cũng chỉ sẽ ở chạm được trận pháp ngay tức thì, bị hắn trong nháy mắt giết thôi. Mà lúc này, vậy to lớn trận pháp. Ở bắt trước thần quang làm cảm ứng dưới, chợt bắn ra một đạo cột sáng, bao phủ Diệp Thần cùng 3 người. Diệp Thần 3 người thân thể ở chùm tia sáng bên trong, lại là không bị khống chế cực nhanh hướng bầu trời pháp trận bay đi, rơi vào pháp trận bên trong mở ra một cái quang bên trong động. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó,
chỉ gặp mình, thân ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ, ở hắn bên người, Đỗ Thành Sư cùng Lý Lăng hai người, vậy rất nhanh tỉnh lại. Đỗ Thành Sư cùng Lý Lăng nhìn một cái cảnh trí xung quanh, nhưng là sắc mặt biến đổi. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, vào mắt, nhưng là một phiến tràn đầy màu bạc nhạt cự thạch núi đá. Nơi này, chính là Thần Quốc. Diệp Thần tinh thần chấn động, đầu tiên, hắn cảm giác rõ ràng nhất, chính là linh khí. Cho dù ở như vậy không có một ngọn cỏ dã ngoại hoang vu, nơi này thiên địa linh khí, cũng có thể gọi là đậm đà cực kỳ. Thậm chí, so Thần Hỏa Học Viện linh mạch căn nguyên chỗ, còn muốn đậm đà gấp mấy lần. Mà căn cứ Đỗ Thành Sư nói, những cái kia thế lực cao cấp bên trong, hắn thiên địa linh khí chi đậm đà, còn ở đây đất hoang dã gấp trăm ngàn lần bên trên. Lúc này, Đỗ Thành Sư chính là vội vàng thả ra chiếc kia xích giao xe bay, có chút nóng nảy đối với Diệp Thần nói, chúng ta đi mau, nơi này vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nghe vậy, cũng là hơi biến sắc mặt, hắn cũng không muốn vừa mới tới Thần Quốc, liền xảy ra chuyện. Ba người ngồi xe bay, hướng một cái hướng khác cực nhanh đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần vậy gặp được không thiếu người đi đường võ giả, để cho Diệp Thần có chút khiếp sợ là, Thần Quốc thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Trên đường nhìn thấy những võ giả này, cơ hồ không có phong môn cảnh trở xuống tồn tại. Không lâu sau, Diệp Thần các người, liền xa xa nhìn thấy một đạo cao ngất tường thành, Đỗ Thành Sư và Lý Lăng, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Thành Sư hướng về phía Diệp Thần cười nói. Diệp công tử, nơi này, chính là Thần Quốc Thanh Lam Thành. Vừa nói, hắn lấy ra một tấm lấy không biết tên màu đỏ nhà kim loại chế thành tấm thẻ, đưa cho Diệp Thần nói, cái thẻ này, là Thần Minh Thiên coi là các thẻ khách quý, nếu như Diệp công tử cần hỏi thăm tuyển chọn thi đấu, thượng thần bài, linh dược hoặc là cái khác một ít chuyện tình, đều có thể đi thiên coi là các. Diệp Thần chân mày khều một cái, nhận lấy vậy mở ra thẻ khách quý, nói chuyện này, ta ghi nhớ. Mặc dù Đỗ Thành Sư trước đắc tội hắn, nhưng, nếu đã giữ phương thức của hắn nói xin lỗi, sau đó lại biểu hiện được không tệ, Diệp Thần ngược lại là có thể thừa hắn một lần ân huệ. Đỗ Thành Sư khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều, rất nhanh, mấy người đã đi xuống xe bay, tiến vào Thanh Lam Thành bên trong. Cùng Đỗ Thành Sư phân biệt sau đó, Diệp Thần liền dựa theo Đỗ Thành Sư chỉ dẫn, đi tới Thanh Lam Thành ở giữa thiên coi là các. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần rời đi thiên coi là các, mặt hiện vẻ trầm ngâm, một lát sau, liền hướng một cái hướng khác bước đi. Đầu tiên, hắn biết tuyển chọn cuộc so tài cử hành ngày tháng, ở một tháng sau, thứ nhì, chính là thượng thần bài. Sở dĩ tương đối cường đại thế lực cử hành tuyển chọn thi đấu, cần thượng thần bài mới có thể tham gia, cũng coi là trước thời hạn làm một lần sàng lọc, Thần Quốc thế lực bây giờ, lớn hơn đều có rõ ràng lệ thuộc quan hệ, nói cách khác, cho dù ngươi tạm thời thuộc về một cái thấp nhóm thế lực, nếu là ở thế lực bên trong, biểu hiện được vô cùng là xuất sắc nói, vậy có cơ hội tấn thăng đến cao đẳng hơn thế lực. Lên thần bài, liền tương tự đóng kín một cái thơ đề cử, những cái kia thấp nhóm thế lực sẽ đem thượng thần bài phân phát cho trong môn ưu tú nhất con em, để cho bọn họ có cơ hội tấn thăng. Dĩ nhiên, cái này tuyển chọn thi đấu giống vậy cũng đúng từ ngoại giới đi tới Thần Quốc thiên tài mở cửa, chỉ bất quá, cái này thượng thần bài, thì phải bọn họ tự nghĩ biện pháp. Một cái trong đó biện pháp, chính là tùy ý gia nhập một cái hạ đẳng thế lực, sau đó từ từ tấn thăng, bất quá, Diệp Thần tự nhiên sẽ không chọn như vậy phương thức. Quá chậm, hắn không có như vậy nhiều thời gian. Hắn phải trở nên mạnh, lấy nhanh nhất tốc độ trở nên mạnh mẽ. Cái thứ hai biện pháp, chính là mua thượng thần bài, vậy là có thể bán ra. Diệp Thần tự nhiên không sẽ quan tâm tiền, nhưng là để cho hắn có chút hơi khó phải, ở linh võ đại lục tiêu tiền như nước Diệp Thần, đến Thần Quốc, nhưng lâm vào không có tiền có thể dùng quẫn cảnh. Thần Quốc sử dụng tiền, Thần Vân Thạch cũng không phải là chủ yếu. Thần Vân Thạch cố nhiên có thể dùng, nhưng là cấp thấp nhất tiền. Chủ yếu tiền là cực phẩm huyền linh thạch. Cũng may, vậy ở trọ, du lịch các loại, tiêu phí thần nguyên thạch liền đủ rồi. Bất quá, như là dùng để mua thượng thần bài, thì xa xa không đủ. Cái cuối cùng tin tức, chính là liên quan tới Duẫn Mính. Mang Sơn vị trí cụ thể. Mà Diệp Thần hiện tại đang chạy về một cái tên là Mang Sơn chỗ, căn cứ ma linh tử tin tức, Duẫn Mính và vậy cốt lão,
liền ẩn cư ở Mang Sơn đỉnh núi Sơn Trang bên trong. Mang Sơn Sơn Trang. Bên trong trang phòng khách trên chủ tọa, ngồi một người vô cùng là gầy nhom người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên, da trên người khô đét, cơ hồ không có bắp thịt gì, hơn nữa quỷ dị chính là, xuyên thấu qua tái nhợt da, lại là có thể mơ hồ thấy hắn xương cốt, phơi bầy loãng kim vẻ. Cái này nam tử, bất ngờ chính là cốt lão. Ở chàng trai sau lưng, đứng một người vóc người thướt tha, mang cái khăn che mặt cô gái, nhìn dáng dấp, chính là Duẫn Mính. Bất quá, lúc này người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, mà Duẫn Mính chán bây giờ, vậy ẩn hiện vẻ lo lắng. Nam tử thở dài một tiếng nói, yên tâm đi, ma linh tử nếu cầm ngươi mang đến thần quốc, giao cho ta, ta làm sư phụ ngươi, nếu là có người muốn miễn cưỡng ngươi làm ngươi không muốn chuyện, liền muốn trước tử vi sư bộ xương già này trên mình bước qua đi. Vừa mở miệng, thanh âm lại là vô cùng là già nua. Vừa nói, người đàn ông trung niên đột nhiên mặt lộ cười khổ nói, huống chi, ta đáp ứng ma linh tử, tuyệt sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Duẫn Mính tựa hồ muốn nói gì, nhưng vào lúc này, ngoài cửa chạy vào một người đồng tử, bẩm báo nói, cốt lão, Ngô gia công tử và hắn phụ thân, tới. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền truyền tới một ông lão tiếng cười nói, ha ha ha, cốt huynh, mấy ngày không gặp, ta trước nói sự kiện kia, ngươi cân nhắc được thế nào? Nói thật, lấy ta Ngô gia bối cảnh, cốt huynh có cần phải cân nhắc lâu như vậy sao? Vừa nói, đi tới hai người nam tử. Một người thần sắc lãnh ngạo, hết sức lông bông, người mặc lưu loát, sang trọng hoa lệ, thêu hình hổ chiến phục, sau lưng cõng một chuôi cái rìu lớn, mặt mũi anh tuấn dương cương, thân hình cao lớn cao ngất người tuổi trẻ. Ở hắn bên người, thì đứng một người đầu tóc bạc trắng, nụ cười lộ vẻ được có chút âm hiểm, quần áo lộng lẫy. Trên tay mang mấy quả lóe lên đậm đà linh quang bảo kiêng nam tử. Cái này hai người, lại và cốt lão như nhau, đều là thái hư sáu tầng thiên tu vi. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là vậy cõng cái rìu lớn người tuổi trẻ, trên người, tràn đầy trước một cổ áp lực hơi thở, để cho hắn cả người nhìn như, phảng phất nhảy vút hoành thiên đất hổ khổng lồ vậy, tràn đầy uy thế. Cái này hai người, đến từ thần quốc Ngô gia. Ngô gia ngay tại Mang Sơn vùng lân cận thành trì bên trong, bất quá, bọn họ cũng không phải Ngô gia dòng chính, chỉ có thể coi là tách ra người, chàng thanh niên tên là Ngô Dĩ Sơn, mà tên kia ông già, là Ngô Dĩ Sơn phụ thân, tên là Ngô Ba. Nguyên bản, Ngô Ba ở Ngô gia, chỉ có thể coi như yên lặng không nghe thấy người, có thể gần đây, hắn nhi tử Ngô Dĩ Sơn cường thế quật khởi, trước đây không lâu, lấy ước chừng 30 tuổi. Là được công đột phá thái hư sáu tầng thiên cảnh. Thậm chí liền phần lớn tông gia con em, cũng không theo kịp, mơ hồ trở thành Ngô gia đệ nhất thiên tài. Liền Ngô gia gia chủ, cũng đối với Ngô Dĩ Sơn đặc biệt coi trọng, cũng chính vì vậy, Ngô Ba ở Ngô gia địa vị, cũng theo đó nước lên thuyền lên. Nguyên bản, Ngô Ba coi như là cốt lão một người bạn, cái này Mang Sơn Sơn Trang, cốt lão vẫn là ở Ngô Ba giới thiệu một chút mua sắm. Hai người một mực sống chung vậy coi như vui vẻ, thường có lui tới, một lần cơ duyên xảo hợp dưới, Ngô Ba biết được liền Duẫn Mính sở dĩ mang cái khăn che mặt, là bởi vì là dung nhan vô cùng đẹp. Sau đó, hắn liền mang theo mình nhi tử Ngô Dĩ Sơn, thường thường tới Mang Sơn Sơn Trang làm khách, mà cho dù Duẫn Mính mang cái khăn che mặt, Ngô Dĩ Sơn nhưng cũng là một mắt liền chọn chúng Duẫn Mính. Nhưng, thời điểm đó Ngô Dĩ Sơn, bất quá là một người thái hư tồn tại. Mà Ngô Ba ở Ngô gia địa vị, vậy đặc biệt phổ thông, làm Ngô Ba hướng cốt lão cầu hôn, bị cốt lão uyển chuyển cự tuyệt sau đó, Ngô Ba cũng sẽ không nhắc lên, vẫn giống như thường ngày vậy sống chung. Ngô Dĩ Sơn, nhưng là lấy là Duẫn Mính là coi thường mình thực lực, vì vậy cũng sẽ không tới Mang Sơn Sơn Trang, mà là nổi điên vậy liều mạng tu luyện. Nhưng ngay khi gần đây, Ngô Ba thái độ, đột nhiên thay đổi. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn nhi tử, nhảy một cái trở thành Ngô gia thiên chi kiêu tử, mà hắn, cũng ở đây Ngô gia, có không nhỏ quyền lực. Mới đầu, hắn mang Ngô Dĩ Sơn cùng nhau, hết sức phấn khởi tới lần nữa hướng cốt lão cầu hôn, Ngô Dĩ Sơn đầy tim lấy mình bây giờ thực lực, thiên tư, địa vị, hẳn đủ để cho Duẫn Mính thay đổi ý nghĩ chứ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ, một lần nữa bị cự tuyệt. Sau đó, bắt đầu, Ngô Ba còn luôn là uyển chuyển khuyên giải. Có thể nhiều lần tao cự sau đó,
Ngô Ba vậy hoàn toàn trở mặt. Mấy ngày trước, hắn liền cho Cốt lão xuống thông điệp cuối cùng, để cho hắn ở ngày hôm nay, chuẩn bị sẵn sàng. Coi như hắn không muốn, bọn họ vậy sẽ cưỡng ép mang đi Duẫn Mính. Đây cũng không phải là xin cưới, hoàn toàn chính là ép Duẫn Mính làm Ngô Dĩ Sơn người phụ nữ. Cốt lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, Ngô Ba, nếu như ngươi còn xem ở chúng ta đã từng bằng hữu một chàng, liền không nên ép ta nữa đầu nhi này. Hừ, huống chi, các ngươi còn muốn nàng làm thiếp. Ha ha, coi như nàng chịu, lão phu, đều không đồng ý. Đồng thời, hắn một đôi xanh thấm trong mắt bên trong, mơ hồ thoáng hiện âm lãnh vẻ, nếu không phải hắn năm đó gặp đại kiếp, cơ hồ bỏ mình, ngủ say mấy chục ngàn năm, cho tới bây giờ, cũng không cách nào khôi phục khỏe hẳn trạng thái, còn con này Ngô gia thì như thế nào cần muốn coi vào đâu. Ngô Ba nhưng là cười lạnh nói, Cốt huynh à, người cái này liền có chút hồ đồ, cho nhi tử ta làm thiếp. Làm thiếp thế nào, xem nhi tử ta như vậy thiên tài, yêu nghiệt, tương lai nhất định không thể giới hạn, muốn làm hắn thiếp cô gái, không biết có nhiều ít đâu. Nói thật, nếu không phải Dĩ Sơn hắn đối với Tiểu Mính say đắm một phiến, lấy nhi tử ta thân phận bây giờ, địa vị, lão hủ thật đúng là không muốn đồng ý cửa hôn sự này đâu. Cho Dĩ Sơn làm thiếp, đây chính là Tiểu Mính phúc phận à. Vừa nói, hắn nhìn về phía Duẫn Mính ánh mắt, mơ hồ hiện ra một chút ý giễu cợt, lúc này Duẫn Mính đã là nửa bước phong môn tu vi, so với ban đầu ở Linh Võ Đại Lục phân biệt lúc đó, có thể nói tăng lên to lớn. Nhưng, đặt ở trong thần quốc, vẫn là quá kém điểm. Ngô Ba nhàn nhạt nói, Cốt huynh, ngươi sẽ không lấy là, lấy Tiểu Mính như vậy thực lực, có tư cách trở thành Dĩ Sơn chánh thất chứ. Huống chi, chúng ta làm một phen điều tra, Tiểu Mính nàng hẳn không phải là chúng ta người thần quốc, mà là tới từ Linh Võ Đại Lục chứ. Ha ha, xuất thân như vậy, có thể làm chúng ta Dĩ Sơn thiếp phòng, Cốt huynh, ngươi hẳn vui trộm, hơn nữa, cường giả sẽ không chỉ có một người phụ nữ, lấy Tiểu Mính thực lực, thân phận, có thể giữ được chánh thất vị trí sao? Sợ là tương lai, chỉ sẽ hơn nữa thê thảm. Ngô Dĩ Sơn vậy gật đầu một cái, hắn là thích Duẫn Mính không giả, nhưng, ở thần quốc, thực lực phi tôn, ngoại trừ thực lực, xuất thân, vậy rất trọng yếu, mặc dù hắn có thể khẳng định, Duẫn Mính dung mạo, là cực phẩm, nhưng, thực lực và xuất thân nhưng chỉ có thể nói đặc biệt rác rưởi, phụ nữ như vậy, lại đẹp, cũng là không thể nào làm hắn chánh thất. Cốt lão và Duẫn Mính đều là mặt hiện vẻ giận, đây là ý gì? Ngô Dĩ Sơn cùng Ngô Ba, xem thường Duẫn Mính thực lực, xuất thân, vẫn còn muốn ép Duẫn Mính làm hắn thiếp phòng. Bất quá, Cốt lão cũng không biết như thế nào phản bác, bởi vì, hắn vậy đồng ý, cường giả sẽ không chỉ có một người phụ nữ, thần quốc chính là như vậy, mà như Duẫn Mính thật làm chánh thất, thực lực chưa đủ, vừa không có bối cảnh dưới tình huống, ngược lại, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đây là, Duẫn Mính nhưng thần sắc lạnh như băng mở miệng nói, Ngô công tử, Ngô lão, các ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh, nhưng là, ngươi có thể hiểu lầm, ta sở dĩ cự tuyệt ngươi, cũng không phải là bởi vì các ngươi điều kiện nguyên nhân. Nói thật, mặc dù ta không phải sanh ở thần quốc, nhưng Linh Võ Đại Lục và thần quốc quy củ cũng không có gì không cùng, ta cũng có thể tiếp nhận cường giả có thật nhiều người phụ nữ, thậm chí ta cũng không để ý làm thiếp. Duẫn Mính lời vừa nói ra, Ngô Dĩ Sơn và Ngô Ba hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt vui mừng. Xem ra, sự việc muốn thành. Bọn họ biết, Duẫn Mính nói những lời này, có thể chỉ là vì mình tìm cái lý do mà thôi. Ngô Dĩ Sơn mặt lộ vẻ nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Duẫn Mính nói, vậy thì vì cái gì đâu? Hắn hỏi như vậy, bất quá là muốn cho Duẫn Mính một cái nấc thang. Ở hắn trong lòng. Duẫn Mính là không có lý do gì cự tuyệt mình. Có thể một khắc sau, Duẫn Mính nhưng mặt không thay đổi mở miệng nói, bởi vì đối với ta thích người mà nói, ta nguyện ý cho hắn làm thiếp, thậm chí không có danh phận, đều có thể, nhưng ta thích người, không phải ngươi, ta đã có người thích. Cho nên, mời các ngươi không muốn dây dưa nữa ta. Yên lặng, mang sơn sơn trang trong phòng khách không khí, ngay tức thì băng hàn xuống, thậm chí bồng bềnh ở trong không khí lượng nước, đều phải ngưng kết thành băng. Trong chốc lát, phòng khách bên trong, kiềm chế cực kỳ. Mà Ngô Dĩ Sơn cả người thái hư sáu tầng thiên hơi thở, đang điên cuồng phun trào ra, cơ hồ phải đến ranh giới bùng nổ.
hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Duẫn Minh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn Ngô Dĩ Sơn thích người phụ nữ, lại không thích hắn, còn khác biệt người yêu. Cái này bảo hắn làm sao có thể không giận. Cốt lão nhướng mày một cái, cả người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem Duẫn Minh cùng nhau bảo vệ ở trong đó, nếu không, chỉ là Ngô Dĩ Sơn không khống chế được tiết lộ ra một chút hơi thở, cũng đủ để chấn động giết Duẫn Minh. Bất quá chỉ chốc lát sau, Ngô Dĩ Sơn liền đem tức giận thu liếm, ngược lại cười một tiếng nói, Tiểu Minh, ngươi nghịch ngợm, có phải hay không khí ta quá mạnh mẽ thế, cố ý dùng cái này loại lý do khí ta. Ha ha, ta rõ ràng, đây chỉ là một mượn cớ mà thôi, ngươi đi tới thần quốc sau đó, cả ngày đều ở đây cái này mang sơn trang bên trong, nơi nào có thể tiếp xúc tới người nào. Làm sao có thể, sẽ có người thích đâu. Ở Ngô Dĩ Sơn ý tưởng bên trong, nếu như Duẫn Minh có hắn người hắn thích, người kia điều kiện, nhất định so mình ưu tú hơn, mà so mình càng người ưu tú, chỉ sẽ xuất hiện ở trong thần quốc, có thể Duẫn Minh nơi nào tiếp xúc qua cái gì thần quốc thiên tài đâu. Duẫn Minh Nga mi nhíu một cái, mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ chán ghét, cái này Ngô Dĩ Sơn, làm sao như vậy tự luyến, như thế chẳng cần thể diện. Nhìn Duẫn Minh hình dáng, Ngô Dĩ Sơn lấy vì mình nói đúng. Cười ha ha một tiếng nói. Được, liền làm ngươi có thích người, vậy người này chắc là ở Linh Võ Đại Lục chứ? Vậy ngươi nói cái này người ngươi thích, thực lực có ta mạnh sao? Coi như hắn có thể ở Linh Võ Đại Lục, hô gió kêu mưa, cái tay che trời, chấn áp hết thảy, đến thần quốc tới đây. Ha ha, bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi, hiện tại, ngươi đã tới thần quốc, ngươi cái đó thích người có thể xem ta như nhau cho ngươi có bảo vệ sao? Tiểu Minh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đi theo một người yếu, xem ngươi như vậy cô gái, tương lai sẽ rất thảm. Ngươi tốt nhất lựa chọn, chính là gả cho ta. Duẫn Minh nhưng chỉ là nhàn nhạt nói, ta nói qua, không phải bởi vì điều kiện vấn đề, ta biết, thần quốc, rất thực tế, nhưng là, ta có chính ta kiên trì. Ngô Dĩ Sơn nghe vậy, chính là cười được càng đậm, Duẫn Minh như thế nói. Không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận người linh võ không thể nào mạnh hơn hắn. Vì vậy, hắn cân nhắc đối với Duẫn Minh nói, à, Tiểu Minh, người biết ta luôn luôn là cái rất người nhỏ mọn, nếu như người thật sự có cái gì người yêu, ở Linh Võ Đại Lục mà nói, ta không ngại làm một cái bắt trước thần quang làm, đến Linh Võ Đại Lục tàn sát một phen. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn chọc cười Duẫn Minh thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Duẫn Minh nghe vậy. Lại là sắc mặt ngay tức thì một trắng, gấp giọng nói, người nói gì sao? Ngay sau đó, Duẫn Minh con người co giúp một cái, ý thức được mình thất thố, hồ đồ nói không tốt, lúc này bình phục tâm tình, lạnh lùng nói, tùy theo ngươi. Nàng nhìn như rừng rưng, thật ra thì đã hối hận đến cơ hồ muốn sụp đổ, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng dòng nước chảy, nàng không dám tưởng tượng, nếu như Ngô Dĩ Sơn thật dưới cơn nóng giận. Bước vào Linh Võ, Diệp Thần và Huyền Nguyệt Tông sẽ là như thế nào kết quả? Duẫn Minh biết, Diệp Thần là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú cao được khủng bố, nhưng lập tức khiến cho nàng còn muốn tin tưởng, có thể nàng trong lòng nhưng rất rõ ràng, bây giờ Diệp Thần, tuyệt đối không phải Ngô Dĩ Sơn đối thủ. Nàng rời đi Linh Võ Đại Lục mới bao lâu? Mà đương thời, Diệp Thần tu vi, quá thấp. Cho dù Diệp Thần tiến bộ tốc độ, như thế nào đi nữa khủng bố. Hắn bây giờ, cũng không khả năng là thái hư 6 tầng thiên võ giả đối thủ đi. Nhưng là, đã quá muộn. Ngô Dĩ Sơn thần sắc, ngay tức thì âm hàn liền xuống, Duẫn Minh mới vừa rồi biểu hiện, chẳng lẽ nàng nói là sự thật. Nàng ở Linh Võ Đại Lục, thật có người thích. Vừa nghĩ tới Duẫn Minh đã từng ở Linh Võ Đại Lục và người đàn ông khác đủ loại, Ngô Dĩ Sơn trong mắt liền không nhịn được sát ý mãnh liệt. Hắn sắc mặt xanh mét. Ánh mắt ác liệt khủng bố nhìn thẳng Duẫn Minh, vô cùng uy nghiêm chất vấn nói, hắn là ai? Thanh âm bên trong, lại tựa như hàm chứa nào đó loại cùng bẩm sinh tới uy thế, làm người ta cơ hồ không dám chống lại. Duẫn Minh sắc mặt liền biến, nàng biết bây giờ muốn nói láo, giấu giếm, cơ hồ là không làm được, nhưng vẫn là chết tử địa cắn răng, chỉ vào thái hư 6 tầng thiên áp lực, từ trong cổ gạt bỏ mấy chữ nói, ngươi cảm thấy. Ta sẽ nói cho ngươi sao? Thấy Duẫn Minh liều chết bảo vệ người đàn ông khác hình dáng, Ngô Dĩ Sơn cặp mắt, thật là đều phải nhỏ máu. Hắn sắc mặt dữ tợn cười lạnh nói, không nói. Ha ha,
Tiễn nhân, đến hiện tại, vẫn còn ở bảo vệ người đàn ông khác. Nói thật, nếu như người thật nói ra, bổn công tử nói không chừng, còn lười được đặc biệt đi một chuyến, đi bóp chết một cái không quan trọng con kiến hôi. Nhưng, người càng như vậy bảo vệ hắn, lão tử thì càng khó chịu, càng muốn giết hắn. Người lấy vì người không nói, ta liền không tra được liền sao. Ta trước, đã điều tra người thân phận, người là tới từ một cái tên là Huyền Nguyệt Tông Tông Môn chứ. Ha ha, vậy người này cũng hơn phân nửa là cái này Huyền Nguyệt Tông đệ tử chứ. Ừ, trước hết cầm Huyền Nguyệt Tông diệt, như thế nào? Duẫn Mính nghe vậy, không nhịn được cặp mắt tối sầm, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ đều muốn khóc lên. Nàng hận mình tại sao đần như vậy? Nếu như bởi vì mình, làm liên lụy tông môn, làm liên lụy Diệp Thần, cái này so với để cho nàng chết, còn thống khổ hơn vô số lần. Đây là, Ngô Bà ánh mắt chớp mắt, mở miệng nói. Dì Sơn, ta nghe nói gần đây có một cái linh võ đại lục tên là Diệp Thần người, đầu ngọn gió quá mức sức lực, nghe nói cho dù thần quốc vậy thái hư sơ kỳ võ giả, đều không phải là hắn đối thủ, chẳng lẽ là người này. Lần này, không chỉ có Duẫn Mính thậm chí liền cốt lão sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Ngô Dĩ Sơn thấy vậy cười lạnh nói, ha ha, thái hư sơ kỳ tồn tại sao? Bất quá là con kiến hôi thôi, tiểu Mính ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, hiện tại, ngươi quyết định tốt muốn không muốn gả cho ta, nếu như ngươi thật gả cho ta, những chuyện này, ta có thể không so đo. Nếu không, bỏ mặc người nọ là ai, cái này Huyền Nguyệt Tông, còn có cái này Diệp Thần, ta là giết định. Hơn nữa, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, coi như ngươi nói người kia không có ở đây Huyền Nguyệt Tông, cũng không phải Diệp Thần, ta vậy một ngày nào đó, sẽ đem giết chết. Duẫn Mính nghe vậy, trong chốc lát lại là mặt hiện vẻ mờ mịt, tiến thối lưỡng nan, lúc này nàng, trong mắt đã doanh mãn liền nước mắt, so với gả cho Ngô Dĩ Sơn, nàng càng muốn chết. Vốn là, nàng đã làm xong quyết định, nếu như Ngô Dĩ Sơn phụ tử, thật mạnh hơn ép mình mà nói. Nàng tình nguyện tự sát. Có thể hiện tại, nàng nhưng không biết nên làm gì bây giờ, chết. Chết, quả thật rất dễ dàng, có thể nàng chết, Ngô Dĩ Sơn nhất định sẽ cầm Diệp Thần và Huyền Nguyệt Tông cho hả giận đi. Nàng có thể như thế ích kỷ sao? Mà Ngô Dĩ Sơn thấy Duẫn Mính thần sắc, ánh mắt chớp động, cơ hồ có thể khẳng định, Duẫn Mính người yêu, chính là cái này Diệp Thần. Hắn âm thầm quyết định, bất luận Duẫn Mính lựa chọn thế nào. Cái này Diệp Thần, là nhất định phải giết. Hắn nói qua, hắn người này, lòng rất nhỏ. Huống chi, một con kiến hôi mà thôi, nếu chướng mắt, diệt chi, không phải là rất bình thường sao? Ngô Dĩ Sơn nhìn trầm mặc Duẫn Mính, biết nàng bên trong tim đã dao động, không khỏi được giọng vừa chậm nói. Tiểu Mính, ta là thật tâm thích ngươi, nếu ngươi đã tới thần quốc, liền quên đi qua đi, nói thật nói cho ngươi. Ngô gia gia chủ đã đem thượng thần bài, ban thưởng cho ta. Không lâu sau, ta thì đi tham gia tuyển chọn so tài, lấy ta tư chất, thậm chí liền hạng ba tông môn cũng có thể gia nhập. Đến lúc đó, người thân phận vậy sẽ ngay tức thì tăng vọt. Hạng ba tông môn con em người phụ nữ, cái này thần quốc lớn vậy không mấy cái dám tùy ý khi dễ người ngươi, những thứ này, cái đó gọi cái gì Diệp Thần, có thể làm được không? Lúc này Duẫn Mính, đã là tức giận. Tuyệt vọng đến cả người run rẩy, có thể nàng còn có thể làm thế nào đâu. Ngay tại Duẫn Mính mắt đẹp gần như ảm đạm, mất đi toàn bộ ánh sáng, môi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị nói gì thời điểm, trước tên kia giữ cửa đồng tử, nhưng là lần nữa chạy vào, cung kính bẩm báo. Cốt lão, có vị gọi là Diệp Thần công tử, tới. Mọi người nghe vậy, đều là sững sốt một chút. Diệp Thần, đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến à? Vậy thật trùng hợp chứ. Tiếp theo, mấy người thần sắc, liền hoàn toàn ngược lại. Cốt lão sắc mặt khó khăn xem, Duẫn Mính chính là vô cùng là kinh hoàng, mà Ngô Ba và Ngô Dĩ Sơn, mặt đầy đều là cổ quái, cười tàn nhẫn ý. Xem ra, là Thượng Thiên muốn cái này Diệp Thần chết à. Mà mới vừa đến mang sơn trang Diệp Thần, ở cửa liền mơ hồ nghe được, có người đang nói gì Thượng Thần bài, lúc này đôi mắt sáng lên. Trực tiếp bước đi vào. Vừa tiến vào phòng khách bên trong, Diệp Thần nhưng là hơi sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới, phòng khách này bên trong người còn không thiếu. Hắn còn người chăm chú nhìn chằm chằm Duẫn Mính. Hồi lâu không lâu, Duẫn Mính khí chất trên người càng phát ra động lòng người.
Lúc này, hắn đối với Duẫn Mính cười một tiếng nói, Trà Nhi, ta tới. Có thể ra Diệp Thần dự liệu nhưng là, Duẫn Mính nhưng biểu hiện được đặc biệt lãnh đạm, thậm chí, đối với hắn lạnh giọng nói, người nhận lầm người. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng mà, làm hắn thấy một bên Ngô Dĩ Sơn thần sắc, cùng với Duẫn Mính hơi run bả vai lúc đó, trong lòng, liền đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát, nhìn về phía Ngô Dĩ Sơn thần sắc vậy băng lạnh xuống. Trà Nhi, có phải hay không có chút chó quấy rầy ngươi thanh tĩnh? Cùng thời khắc đó, thần quốc chỗ sâu một cái to lớn tế đàn. Trong tế đàn vô tận ma khí vần quanh. Nơi này ma khí vượt qua xa ma tộc. Trong tế đàn ương lơ lửng một thanh kiếm. Kiếm này có khắc cổ xưa đường vân, giống như một tôn thị huyết ma. Nếu là có thượng cổ người xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện kiếm này là vậy uy chấn cửu thiên ma đế kiếm. Luyện ngục ma thần kiếm. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Một cái phách tuyệt thiên hạ bóng người đi tới trong tế đàn ương. Năm ngón tay cầm luyện ngục ma thần kiếm, bằng hữu, thật lâu không gặp. Giờ phút này trong sơn động người đàn ông cầm luyện ngục ma thần kiếm, lâm vào thật lâu trầm tư. Thời kỳ thượng cổ, hắn chính là ma tộc người thứ nhất. Vậy nhất có tư cách dung chuyển thần quốc tồn tại. Ở linh võ đại lục rất nhiều cường giả nguyện ý thành là thần quốc chó thời đại. Hắn là cái đầu tiên đứng ra, và thần quốc đối kháng. Năm đó ma đế, chính là cầm trong tay luyện ngục ma thần kiếm, một kiếm chém yêu tà. Một kiếm chém thần quốc. Thậm chí tạo nên bất bại thần thoại. Ban đầu nếu không phải quân ma trần sau lưng ra tay. Ma đế lại làm sao có thể chết. Thậm chí ma tộc có thể cùng thần quốc chống lại. Đó chính là một cái khác thịnh thế. Ma đế từ trong ký ức tỉnh lại, nhìn kiếm trong tay, quanh thân ma khí phóng thích. Trận chiến này, ta thiếu ma linh tử quá nhiều, không biết bọn họ còn có thể sống sót hay không. Dĩ nhiên, ma tộc đánh một trận, thiếu nhiều nhất là Diệp Thần. Cùng nhau đi tới, nếu là không có Diệp Thần, sợ rằng sẽ không có ngày nay ta. Phần ân tình này cả đời không cách nào trả lại. Thôi. Ta mau sớm khôi phục đỉnh cấp đi. Ma linh tử vì ta, chuẩn bị truyền thừa chi địa. Nơi đây quá thích hợp ta, chỉ có ở chỗ này bước lên đỉnh cấp, mới có tư cách bước lên thần quốc. Ta như trở lại đỉnh cấp, dám chạm thiên đạo. Một giây kế tiếp, ma đế xếp chân ở trong tế đàn ương. Vô tận ma khí hút vào đan điền. Luyện ngục ma thần kiếm vậy trôi lơ lửng ở ma đế đỉnh đầu, phóng thích từng đạo thượng cổ ma thần lực. Ma đế cùng thiên đạo cung chiến dịch, hoàn toàn đánh vang. Cùng thời khắc đó, mang sơn sơn trang. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Ngô Dĩ Sơn trên dưới quan sát một phen Diệp Thần, bỗng nhiên, vui vẻ cười to đứng lên, chỉ Diệp Thần hỏi. Ngươi chính là cái đó Diệp Thần, có thể vượt cấp mà chiến siêu cấp yêu nghiệt, thái hư cảnh sơ kỳ võ giả cũng không phải ngươi đối thủ. Thật là mạnh, thật tốt mạnh à, mạnh đến chấn động tùng à. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy được, như thế kinh khủng phong môn cảnh tồn tại à. Ngô Ba vậy mặt đầy vẻ trào phúng cười to nói, đúng vậy, đơn giản là lật đổ lão hủ võ đạo suy nghĩ à, như vậy yêu nghiệt kinh khủng, cho dù là cao cấp tông môn, cũng sẽ kính như chí bảo chứ. Ha ha ha, hai người thấy Diệp Thần sau đó, rõ ràng cho rằng những tin đồn kia, đều là phóng đại. Một người phong môn tồn tại, ở trong mắt bọn họ. Vậy đơn giản là con kiến hôi bên trong con kiến hôi à? Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, thái hư sáu tầng thiên. Nếu như trước, hắn đối mặt thái hư sáu tầng thiên, sợ rằng vẫn là có một chút mất sức. Nhưng bây giờ hắn, trải qua ma tộc đánh một trận, lại lấy được tử ngưng huyền bia một chút dễ chịu, căn cơ cường đại gấp mấy lần, thực lực vậy trực tiếp gấp bội. Cố nhiên không có bắt lại tử ngưng vậy cái huyền bia. Nhưng là tử ngưng huyết mạch cực kỳ đặc thù, cho dù ở cường giả ngang dọc, tất cả loại yêu nghiệt không cùng tầng suất thế giới, cũng có thể được gọi là bảo thể, tự nhiên có cực kỳ nghịch thiên công hiệu. Hơn nữa từ nhỏ liền và luân hồi huyền bi cùng nhau trưởng thành. Vậy đối với tại Diệp Thần ảnh hưởng, tuy kém hơn luyện hóa luân hồi huyền bi, nhưng cũng tốt chỗ quá nhiều. Hắn bây giờ, cho dù đối mặt thái hư sáu tầng thiên, vậy tự tin có sức đánh một trận. Đây là, cốt lão chợt đứng dậy, đi tới Diệp Thần trước mặt, chặn lại Ngô gia hai người, ánh mắt thâm trầm nói, hai vị,
vị này Diệp công tử là khách ta, hiện tại chúng ta có chút việc cần nói, ta đệ tử kia chuyện, ta đã cự tuyệt, mời các ngươi, trở về đi thôi. Ý nói, hiển nhiên là ở bảo vệ Diệp thần. Hắn từ Duẫn Mính và Ma Linh Tử trong miệng biết rõ tiểu tử này tính cách, thật ngông cuồng ngạo, mặt đối với hai người giễu cợt, là tuyệt sẽ không im lặng không lên tiếng. Ngô Ba híp đôi mắt một cái nói, à, Cốt huynh ý kiến là vì như thế cái phong môn phế vật và chúng ta đối mặt. Cốt lão nhàn nhạt nói, thì như thế nào? Ngô Dĩ Sơn một liếm môi, thành thật mà nói, hắn đã sớm xem lão già này không vừa mắt, nếu không phải lão già này đôi ba lần cự tuyệt phụ thân cầu hôn, có lẽ Duẫn Mính đã sớm tới tay đâu. Vì vậy, hắn giữ tợn cười một tiếng nói, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút Cốt lão võ đạo. Xem người ván này lão xương, có phải hay không còn có bao che người khác khí lực? Dứt lời, Ngô Dĩ Sơn chợt tiến lên trước một bước, cả người linh lực cuồng trào, hóa thành đạo đạo hồng quang, nhập vào cơ thể ra, hắn chiến phục trên hình hổ đường vân, sau đó lập tức linh hoạt đứng lên, dọc theo Ngô Dĩ Sơn thân thể, không ngừng di động, trong hư không, mơ hồ vang lên từng cơn hổ gầm. Cốt lão con người có giúp một cái, có chút kinh ngạc nói, hoàng hổ thân thể. Cái này hoàng hổ thân thể, cũng là một loại đang chiến đấu phương diện khá là cường đại thể chất, có này thể chất võ giả, lực lượng, thể chất, giống như viễn cổ hung thú hoàng hổ vậy, thậm chí có thể vượt qua bản thân cảnh giới. Cốt lão không do dự nữa, năm ngón tay động một cái, móng tay bên trên kim mang lưu động, chợt phung tay lên, võ đạo vận ý bùng nổ, năm đạo kim sắc chảo mang, chém nhập hư không, ngay chớp mắt liền xuất hiện ở Ngô Dĩ Sơn quanh thân. Lại là dường như muốn trực tiếp in vào Ngô Dĩ Sơn trong cơ thể. Cái này hoàng hổ thân thể, càng đánh càng mạnh, đối phó như vậy võ giả nhất định phải chiếm hết tiên cơ. Mà Ngô Dĩ Sơn vui vẻ cười to một tiếng, nói tới thật tốt. Trong cơ thể xích mang, thốt nhiên ra, đem Ngô Dĩ Sơn cả người cũng chìm ngập trong đó, mà quỷ dị kia ác liệt năm đạo chảo mang, vừa rơi xuống nhập vậy hồng quang bên trong, nhưng tựa như châu đất xuống biển vậy. Ngay tức thì mất đi bóng dáng. Mà lúc này, Ngô Dĩ Sơn đã đến Cốt lão trước người, hét lớn một tiếng nói, hiện tại, nên ta. Tiếng hổ gầm bên trong, Ngô Dĩ Sơn một cái giơ lên sau lưng chuôi này cái rìu lớn, chợt hướng Cốt lão chém một cái đi. Cốt lão ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi, bàn tay động một cái nắm đối với đoạn kiếm, linh lực cực hạn chuyển động, chợt đường chéo hai tay, hướng về phía trên cái rìu lớn vặn cổ đi. Kiếm ý ngang dọc. Vốn là, đối mặt cái này một rìu, hắn tốt nhất ứng đối phương pháp là né tránh. Có thể hắn lại không thể tránh, bởi vì nhanh, ở sau lưng hắn Diệp thần, liền trực tiếp bại lộ ở cái rìu lớn dưới. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bùng nổ, Duẫn Mính lúc này đã sớm xa xa tránh ra, tầng thứ này chiến đấu, chỉ là một chút dư âm, đối với nàng mà nói cũng là chí mạng. Đạp đạp đạp. Cốt lão tiếp cái này một rìu sau đó, lại là chợt liền lùi lại ba bước, đem phòng khách mặt đất cũng đạp vỡ. Để lại sâu đậm dấu chân. Hắn ngưng mắt nhìn Ngô Dĩ Sơn, thuộc lòng hai tay. Đứng ở cốt lão sau lưng Diệp thần thấy rõ, cốt lão hai cái tay cánh tay đang khẽ run. Một kích này giao phong, cốt lão lại là thua nửa xoay sở. Cái này Ngô Dĩ Sơn thiên phú, coi là thật khủng bố. Phải biết. Ngô Dĩ Sơn bất quá là mới vừa mới tiến cấp thái hư 6 tầng thiên mà thôi, mà cốt lão đâu. Hắn bản thân, chính là thực lực kinh khủng hơn võ giả, bất quá là bởi vì thân thể không cách nào khôi phục, cảnh giới cắm ở thái hư 6 tầng thiên. Theo lý thuyết, thực lực hẳn thắng được vậy thái hư 6 tầng thiên tồn tại, có thể đối mặt Ngô Dĩ Sơn, lại là rơi xuống hạ phong. Mà Ngô Dĩ Sơn, nhưng cũng là khẽ cau mày, mới vừa rồi hắn cùng cốt lão giao thủ. Lại là mơ hồ cảm thấy một cổ như có như không khí tức nguy hiểm, để cho hắn trong chốc lát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không khỏi đưa mắt chuyển đến Diệp thần trên mình, mặt lộ vẻ khinh miệt nói, thằng nhóc, nghe nói ngươi thực lực đặc biệt khủng bố, như vậy, liền đừng xem con rùa đen rút đầu như nhau, núp ở lão ra phía sau chứ. Có thể hay không giống như một người đàn ông như nhau, đứng ra, ngươi như vậy nhuyễn đản, xứng với tiểu Mính. Ở Ngô Dĩ Sơn muốn đến, mình nhất kích đánh lui cốt lão, hiện ra thực lực kinh khủng, cái này phong môn rác dưới hẳn bị sợ được chân cũng mềm nhũn chứ. Chỉ có thể nhịn bị mình làm nhục thôi,
mà Duẫn Minh thấy phế vật như vậy, sẽ còn tiếp tục thích không? Rất nhanh, liền biết nhận thành thực tế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một khắc sau, Diệp Thần liền nhàn nhạt mở miệng nói, Tiểu Minh, cũng là ngươi gọi sao? Yên lặng, vô cùng yên lặng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật dám như vậy đối với Ngô Dĩ Sơn nói chuyện. Vẫn là ở Ngô Dĩ Sơn, hiện ra thực lực sau đó. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Liền liền Ngô Dĩ Sơn cũng có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần, tên này chẳng lẽ là thật không sợ chết sao? Tiếp theo, chính là tức giận, vô cùng tức giận. Mình, lại bị một cái phong môn rác dưới chống đối. Hắn nhưng mà Ngô gia kiêu ngạo, tiền đồ vô hạn siêu cấp yêu nghiệt à. Cứ như vậy, bị một cái liền con kiến hôi đều không coi là rác dưới, chống đối. Ngô Dĩ Sơn đôi mắt đỏ thấm, sát ý cuồn cuộn nói, rất tốt, tốt vô cùng. Tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, chết, ta không biết có sợ hay không, nhưng, ngươi muốn cho ta chết, còn không có cái này tư cách. Ha ha ha. Ngô Dĩ Sơn cười như điên, trên mặt phủ đầy gân xanh, huyết mạch phún trương. Cái phế vật này, ngược lại là rất biết nói chuyện, rất sẽ chọc cho người tức giận, rất sẽ cho người muốn bóp chết hắn à. Đã như vậy, ngày mai, cuộc chiến sinh tử, người dám tiếp sao? Duẫn Minh nghe vậy, khẩn trương nói, Diệp Thần, không nên đáp ứng hắn. Cốt lão cũng khuyên, thằng nhóc, đừng xung động. Diệp Thần tiềm lực. Ở hắn xem ra là cao hơn Ngô Dĩ Sơn, nếu để cho Diệp Thần thời gian, hắn nhất định có thể đuổi kịp Ngô Dĩ Sơn, nhưng, không phải hiện tại. Diệp Thần trầm mặc. Ngô Dĩ Sơn thấy vậy, trên mặt khinh miệt, bộc phát đậm đà nói. Làm sao, sợ, không dám nói tiếp nữa. Không phải mới vừa rất gắn sao. Ừ, chỉ sẽ ép dựa vào, thật đau thật thương đụng một cái thời điểm, liền héo. Phế vật, tiếp theo kêu. Hắn sở dĩ muốn khiêu khích Diệp Thần tiếp ngày mai cuộc chiến sinh tử, thì không muốn hôm nay cùng cốt lão phát sinh mâu thuẫn, tuyển chọn thi đấu sắp tới, giờ phút quan trọng này, Ngô Dĩ Sơn không cho phép mình bị thương. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đang chọn rút ra thi đấu trước, lưu lại một cái lấn áp người yếu danh tiếng, cho nên, quyết định cuộc chiến sinh tử ở trước mặt mọi người quyết đấu là phương thức tốt nhất, không có bất kỳ người có thể nói gì. Còn như Diệp Thần, căn bản không có một tia một hào cơ hội có thể gây tổn thương cho đến hắn. Diệp Thần lại không có để ý sẽ Ngô Dĩ Sơn, mà là đối cốt lão hỏi, gia tộc của bọn họ như thế nào. Cốt lão nghe vậy, hơi cau mày, nhưng vẫn đáp, đối với ngươi mà nói, phải chú ý. Bởi vì nghe nói trong tộc có một người chém ách trung kỳ tồn tại, hai người chém ách sơ kỳ tồn tại, mấy tên thái hư sáu tầng thiên. Diệp Thần gật đầu một cái. Ánh mắt chớp động, Ngô Dĩ Sơn. Hắn cũng không ý kỵ, nhưng là người này sau lưng gia tộc, lại không thể không cân nhắc. Nếu như Diệp Thần một người, hắn có thể không để ý hết thảy, nhưng, hắn chẳng ngờ liên lụy đến Duẫn Minh, hơn nữa hắn hiện tại vậy không thời gian lãng phí ở cùng thế lực đấu tranh bên trên. Ngô Dĩ Sơn thấy vậy, không nhịn được cười khẩy nói, phế vật, ngươi sẽ không còn phải tiếp tục gắn chứ. Tốt sẽ diễn à ngươi. Không dám ứng chiến, muốn bắt bổn công tử gia tộc, mà nói chuyện. Ha ha, người sợ liền nói sợ, hiện tại quỳ xuống, cho bổn công tử cầm giày liếm sạch, bổn công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Linh võ đại lục siêu cấp yêu nghiệt. Diễn, Diệp Thần đột nhiên giơ tay lên một cái, một quả trục cuốn, trôi lơ lửng ở hai người bây giờ. Hắn ngưng mắt nhìn Ngô Dĩ Sơn, không chút nào né tránh ý nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta diễn sao? Ta nói qua, ngươi không tư cách để cho ta sợ, càng không tư cách để cho ta diễn, ếch ngồi đáy giếng, liền không nên đem mình làm chân long, ngươi tự tin ở trong mắt ta bất quá là thằng hề tức cười biểu diễn. Không cùng Ngô Dĩ Sơn nói chuyện, Diệp Thần chỉ vậy chụp cuốn, nhàn nhạt nói, ta không thích kêu, vậy không thích nghe ngươi kêu, ngươi nếu muốn chiến, vậy thì đừng nữa om sòm. Đây là hồn khế. Nội dung phía trên phải, cuộc chiến sinh tử sau này, không được lại dựa vào thế lực tiến hành trả thù, ký xuống ngươi tên chữ, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Cái này hồn khế, được từ lần trước biển vô tận rất nhiều thần quốc trưởng lão túi đựng đồ, phẩm cấp cực cao, cho dù là đối với chảm ách cảnh võ giả, đều có cực mạnh sức ràng buộc. Duẫn Minh, cốt lão nghe vậy,
đều là cả kinh thất sắc, thậm chí trong đầu cũng một phiến chỗ trống. Diệp Thần, lại thật muốn tiếp Ngô Dĩ Sơn cuộc chiến sinh tử. Lấy phong môn tu vi khiêu chiến thái hư 6 tầng thiên. Cái này, từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe à. Thậm chí đều phải vượt qua truyền thuyết. Bất luận ở người bất kỳ xem ra, đây đều là một tràng kết quả đã định trước chiến đấu. Ngô Dĩ Sơn đầy mắt lửa giận, đều phải đem con người đốt, hắn cưỡng ép đè xuống xuất thủ xung động, ở hồn khế bên trên, để lại mình linh hồn dấu vết, sau đó hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói. Được, lão tử coi là ngươi có thể gắn, chính là không biết ngày mai sống chết đấu, ngươi còn có thể hay không chứa đủ đi. Nếu ký hồn khế, ngươi cũng không cách nào lâm trận bỏ chạy chứ. Ha ha, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, muốn giả bộ tới cùng, chứa chết mới ngưng. Dứt lời, hắn hung ác trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, xoay người đi, cùng Ngô Ba cùng chung rời đi Mang Sơn Sơn Trang. Gặp Ngô Dĩ Sơn sau khi rời đi, Cốt Lão lắc lắc đầu nói, thằng nhóc, ngươi quá xung động. Diệp Thần nhìn một cái Cốt Lão, thần sắc vậy ôn hòa một ít, từ Cốt Lão mới vừa rồi cử động, cùng với Duẫn Minh đối với hắn thái độ xem ra, hắn là thật cầm Duẫn Minh làm mình đệ tử, mà không phải là xem hắn ban đầu theo như lời. Chỉ là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Thần, cầm Duẫn Minh làm tiền đặt cuộc. Đây là, Diệp Thần trong ngực ấm áp, Duẫn Minh thân thể mềm mại, lập tức nhào tới hắn trong ngực, thật chặt ôm lấy hắn, hồi lâu không nói. Diệp Thần cảm thấy Duẫn Minh bả vai hơi rung động, tựa hồ đang thút thít, hắn êm ái vỗ Duẫn Minh đường cong nhu mỹ phần lưng, an ủi, trà nhi, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Ở thần quốc. Chỉ sợ cũng chỉ có người ta hai vị Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chúng ta cũng không thể cho Huyền Nguyệt Tông mất thể diện. Vừa nói, trong mắt hắn bên trong, bốc lên một đạo hàn mang nói, thái hư 6 tầng thiên thì như thế nào? Cảnh giới vĩnh viễn không đại biểu thực lực. Dám đối với hắn người phụ nữ ra tay, còn muốn đem đưa vào chỗ chết. Loại người này, để cho hắn còn sống, há chẳng phải là thật xin lỗi mình. Duẫn Minh tháo xuống cái khăn che mặt. Nâng lên đẹp đến làm người ta mục huyễn thần mê khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Diệp Thần, ửng đỏ mang mưa hai tròng mắt bên trong, lóe lên mong đợi hỏi, thật. Diệp Thần mỉm cười nói, ta lừa gạt ngươi sao? Duẫn Minh mắt đẹp bên trong, mặc dù còn có vẻ lo âu, nhưng là cười lên, mặc dù lý trí nói cho nàng, Diệp Thần tuyệt không phải Ngô Dĩ Sơn đối thủ, không chỉ có không phải, còn thất bại rất thảm. Nhưng, so với lý trí, nàng càng muốn tin tưởng Diệp Thần nói. Càng muốn tin tưởng, nàng Duẫn Minh người đàn ông. Cái này loại tín nhiệm, cơ hồ không có lý do, nếu không phải là nói, chính là nàng đối với Diệp Thần yêu. Nàng tin tưởng, Diệp Thần nói, liền nhất định có thể làm được, bất luận như vậy chuyện, biết bao không tưởng tượng nổi, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. Đây là, Cốt Lão đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người kêu ta Cốt Lão đi, theo Trà Nhi kêu vậy là được. Diệp Thần nhìn một cái Duẫn Minh mới có thể có bây giờ tu vi, thuyết minh Cốt Lão, là thật dùng tim đang dạy nàng, lúc này gật gật đầu nói. Nếu không phải bởi vì Cốt Lão, ta cũng không khả năng thấy Trà Nhi, nếu ngươi làm Trà Nhi sư phụ, đó cũng coi là người mình. Cốt Lão cười nói, đừng nói như vậy, dẫu sao ta cũng là bị người nhờ chuyện người dốc lòng, bất quá, ta vẫn là có sự kiện, muốn mời ngươi giúp một tay. Hơn nữa chuyện này, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Diệp Thần gật gật đầu nói, cứ nói đừng ngại, ở khả năng cho phép trong phạm vi, ta sẽ không từ chối. Cốt Lão nói, đây là tự nhiên. Đúng rồi, ngươi nếu tìm tới nơi này, vậy chắc hẳn nhất định gặp được Ma Linh Tử. Ma Linh Tử như thế nào? Diệp Thần suy tư mấy giây, hay là đem ma tộc sự tình phát sinh nói cho Cốt Lão? Cốt Lão cảm khái vạn phần, nhìn ngoài nhà. Đột nhiên mặt hiện nhớ lại vẻ, nói đến chuyện năm đó. Nguyên lai, Cốt Lão năm đó lại là một người chảm ách cảnh cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn xuất thân từ cao cấp tông môn Thần Cực Tông. Nhưng mà, ở một lần thế lực cao cấp liên hiệp cử hành hoạt động bên trong, hắn suýt nữa bỏ mạng, mặc dù cuối cùng dựa vào bí thuật, miễn cưỡng trốn tới nơi này, nhưng vậy ngủ say quá lâu, cả người thực lực cơ hồ không cách nào khôi phục, tu vi đến thái hư 6 tầng thiên, cũng hết mức. Mà hắn đối đầu, hiện tại đã trở thành thần quốc cường giả đứng đầu, hắn muốn lại trở lại tông môn, cũng là vọng tưởng, thậm chí, cũng không thể xuất hiện lại ở các thế lực lớn bên trong,
chỉ có thể mai danh ẩn tính, tham sống sợ chết. Đột nhiên, hắn lấy ra một quả kỳ dị tinh thạch, giao cho Diệp Thần nói, Diệp Thần, đây là ta bổn mạng hồn thạch, cũng coi là một kiện dị bảo, thật ra thì, ta năm đó thân phận cũng không đơn giản, thậm chí có thể tự do mới vào thần cực tông cấm địa. Mà ta như muốn khôi phục thân thể, cần lấy ra ta năm đó ở lại cấm địa bên trong hậu thủ, ngươi cầm cái này cái hồn thạch, nếu là có cơ hội tới thần cực tông, dựa vào nó, ngươi hẳn có thể tiến vào cấm địa một lần, chỗ kia cấm địa, nhưng mà một nơi và vực ngoại liên hệ thần cấp thần ma ao, đối với võ giả thân xác và thực lực có thần hiệu. Mà ta, chính là dựa vào ở lại thần ma trong ao thay mệnh vật, mới sống sót, bất quá, hiện tại như muốn khôi phục thân thể, liền cần đem vậy thay mệnh vật lấy ra, cùng ta thân thể hòa hợp mới được. Diệp Thần nhận lấy hồn thạch, gật gật đầu nói, như thế nói, ta được gia nhập cái này thần cực tông. Cốt lão cười lắc đầu nói, người gia nhập cái nào thế lực cao cấp đều có thể, thế lực lớn bây giờ, không thiếu trao đổi lẫn nhau, trao đổi học tập cơ hội, ta năm đó trừ 10 đại tông môn, thậm chí liền rất nhiều gia tộc cao cấp, cùng với thần minh, đều đi qua. Bất quá, nếu là muốn tiến vào cái này thần cấp thần ma ao, tốt nhất chờ ngươi tu vi cao hơn một chút thời điểm, hơn nữa, dù sao cũng phải nhớ được, tiến vào thần ma ao, mặc dù tốt chỗ cực lớn, nhưng cho dù ngươi thể chất mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào chịu đựng thần ma ao bên trong kinh khủng kia năng lượng thời gian quá dài, cho nên, dù sao cũng phải sớm điểm ra tới. Diệp Thần nghe vậy, không tỏ ý kiến cười một tiếng, hắn không sợ nhất, chính là năng lượng khổng lồ. Lần trước phần thiên nhất tộc máu thần ao chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá hiển nhiên, cốt lão nói thần ma ao năng lượng vượt qua xa máu thần ao. Diệp Thần lại hướng cốt lão hỏi, cốt lão, ngươi có biết long tâm quả sao? Dẫu sao cửa này ư sở doanh sống lại. Long tâm quả, cốt lão lắc đầu nói, ta không có, đồ chơi này quá hiếm thấy, không quá ta ngược lại là biết có ai. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ta nhớ không lầm, chủ trì mỗi giới tuyển chọn cuộc so tài cái đó thần minh lão ra, trên tay thì có một viên. Bất quá, ngươi nếu là muốn từ trong tay hắn đạt được nhưng không dễ dàng. Diệp Thần cau mày nói, ta nghe nói, trở thành tuyển chọn thi đấu thứ nhất, thần minh sẽ đưa ra một phần lễ vật. Cốt lão gật đầu nói, không sai, nhưng dù vậy, muốn để cho hắn cầm ra long tâm quả, cũng không khả năng. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng nói, có thể có biện pháp gì? Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Cốt lão trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười nói, người này có cái tật xấu, thích cùng người đánh cuộc. Ngươi nếu là có thể kích thích hắn, cùng ngươi đánh cuộc với nhau, cho dù là cầm long tâm quả làm tiền đặt cuộc, hắn vậy sẽ tiếp. Người này mặc dù là một tay cờ bạc, nhưng lại từ trước đến giờ sẽ không rực nợ. Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng cái thúng, nhẹ một ít. Ngày thứ hai, Mang Sơn dưới Mang Thành lớn nhất sân đấu võ bên trong, lúc này, nhưng là tiếng người ồn ào. Không ít người đều đang nghị luận hôm nay thi đấu. Một người nam tử hướng về phía bên cạnh đồng bạn hỏi, nghe nói, Ngô công tử muốn cùng người so tài. Các ngươi biết là ai sao? Căn cứ ta tin tức, hình như là một người linh võ đại lục võ giả. Tên kia nam tử mặt hiện vẻ khinh thường nói, linh võ võ giả. Ha ha, Ngô công tử là chúng ta Mang Thành đệ nhất thiên tài, linh võ võ giả không phải đều là phế vật sao? Cũng dám khiêu chiến Ngô công tử. Lại có một người nói, vốn là lấy là Ngô công tử ra tay, muốn biết một chút về đệ nhất thiên tài phong thái, xem ra là một chuyến tay không, phế vật như vậy. Cho dù Ngô công tử thổi hơi, cũng có thể cầm hắn động chết chứ. Ha ha, đâu chỉ như vậy. Ta nghe nói, cái này nhỏ rác dưới thậm chí liền thái hư cảnh cũng không có đạt tới. Tại chỗ phần lớn, đều có thể đem nghiền ép. Chỉ hy vọng Ngô công tử có thể khoan hồng độ lượng, chẳng phải mau giết chết hắn, để cho cái này thằng hề, hơn biểu diễn, cho chúng ta tìm chút vui. Ta còn nghe nói, phế vật này, lại vẫn dám theo Ngô công tử cướp người phụ nữ. Các người biết, Ngô công tử ở người phụ nữ lên, vẫn là rất nhỏ mọn, ngày hôm nay phế vật này sợ rằng liền chết đều được một loại hy vọng xa vời chứ. Chúng ta chắc có kịch hay nhìn. Trên khán đài không ít người, cũng phát ra cười tàn nhẫn tiếng, đối với Diệp Thần, không có một tia một hào coi trọng, chỉ cho phép chuẩn bị thưởng thức một tràng máu tanh tàn sát, máu tươi thịnh yến. Bọn họ muốn xem,
thậm chí đã không phải là chiến đấu, kết quả của cuộc chiến đấu này, đã định trước, không phải sao? Bọn họ muốn xem, là Diệp Thần cầu xin tha thứ, kêu khóc dáng vẻ. Lúc này, Diệp Thần cùng Ngô Dĩ Sơn, đã bước vào trong sân. Hôm nay Ngô Dĩ Sơn, lại không có sử dụng lúc đầu chuôi này cái rìu lớn, mà là vác một chuôi toàn thân đen nhánh, phía trên minh in rất nhiều màu máu văn lộ kỳ dị chiến phủ. Diệp Thần nhìn vậy cây chiến phủ, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chiến phủ này, lại mơ hồ, cho hắn một loại kiềm chế cảm giác. Chiến phủ này phẩm cấp, lại cực kỳ cao, thậm chí vượt qua Thái Hư Thánh Binh. Mọi người thấy vậy không nhịn được nghị luận. Đó không phải là Ngô gia chấn tộc chi bảo, huyền minh máu rìu sao? Đối phó một cái linh võ rác dưới dùng được cho vật này sao? Ha ha, xem ra, Ngô công tử là một tia một hào cơ hội, cũng không cho thằng nhóc này giữ lại à? Tàn nhẫn, hi hi, quá tàn nhẫn, bất quá, ta thích. Một người nam tử đột nhiên mở miệng nói, các ngươi, đừng chỉ chú ý Ngô thiếu vũ khí, các người xem hắn vậy kiện chiến phục. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chiến phủ, là chấn tộc chi bảo cũng được đi, liền chiến phục, cũng là cao cấp vật. Hơn nữa, cái này chiến phục hình như là lấy húc nhật thần hổ ra hổ chế thành, cơ hồ chính là vì Ngô Dĩ Sơn thể chất, đo thân chế tạo à. Mọi người lắc đầu một cái này Diệp Thần là chết chắc, chết được không thể chết lại. Ngô Dĩ Sơn, đây cũng quá khi dễ người chứ. Cảnh giới bản thân liền so Diệp Thần, cao hơn sắp rất nhiều, tu tập võ, công pháp, ở Ngô gia dưới sự ủng hộ, cũng không phải Diệp Thần cái này người linh võ, có thể so sánh được. Dù vậy, còn phải xuất ra chấn tộc khí, cầm ra đo thân định chế cực phẩm chiến phục tới chiến. Đây quả thực, đều không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, là giết gà dùng thiên diều liền à. Ngô Dĩ Sơn khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, hắn muốn bày ra mình trí cường thực lực, toàn phương vị nghiền ép Diệp Thần, nếu không làm sao xứng với hắn mang thành đệ nhất thiên tài danh hiệu đâu. Liền liền Diệp Thần trong mắt, cũng không khỏi nhiều vẻ ngưng trọng. Cái này hai kiện nửa bước vũ khí, đối với Ngô Dĩ Sơn thực lực tăng lên, không nhỏ, thật không nhỏ. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Ngô Dĩ Sơn uy nghiêm cười một tiếng nói, thế nào? Cuồng không đứng lên, ha ha, ngươi còn nhớ ta nói sao? Hiện tại ngươi nếu như chịu quỳ xuống, liếm giày của ta, ta nói coi như đếm, còn nguyện ý tha ngươi, như thế nào? Cơ hội, coi như lần này nha. Đối với Ngô Dĩ Sơn mà nói, để cho Diệp Thần quỳ xuống liếm giày, ngay trước mọi người làm nhục Diệp Thần, so mình giết hắn, có ý nghĩa nhiều. Ngày hôm qua, Diệp Thần không phải rất phách lối sao? Hắn nín khẩu khí này rất lâu rồi, trực tiếp giết, làm sao có thể hạ giận đâu? Hắn muốn ở Diệp Thần nữ nhân yêu mến trước mặt, ở nhiều như vậy người xem trước mặt, hung hãn làm nhục Diệp Thần, đem hắn tôn nghiêm, trà đạp đến bụi bặm bên trong. Phải không? Diệp Thần cười mỉa nhìn Ngô Dĩ Sơn, ừ, ngươi yên tâm, một hồi ta cũng sẽ cho ngươi giống nhau cơ hội. Ha 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 ha, Ngô Dĩ Sơn giận dữ ngược lại cười, thằng nhóc này xem ra còn thật không phải là giả bộ à. Chết đến nơi rồi, còn dám cuồng. Như vậy, bổn công tử, trước phải từ cái tay kia chém dậy đâu. Ngô Dĩ Sơn cười, thanh âm bỗng nhiên âm hàn liền xuống, rắn độc vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chợt chém ra một rìu. Một rìu ra, thiên địa biến sắc. Ngô Dĩ Sơn võ đạo, quả thật liền được, lấy Thái Hư 6 tầng thiên tu vi đã đem vũ khí trong tay uy lực, hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Cái này một rìu chém ra, lại cho tất cả mọi người tại chỗ, một loại mây đen áp đính, thương khung sụp đổ cảm giác. Tựa như, ngày tận thế tới. Các khán giả, thậm chí cũng chấn động tủng đến ngừng thở. Bọn họ, toàn bộ ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Ở bọn họ trong ý nghĩ, đối mặt kinh khủng như vậy một rìu, Diệp Thần chính là lại cuồng, hiện tại, cũng hẳn hỏng mất đi. Nhưng, ra tất cả mọi người dự liệu là Diệp Thần chẳng những không có tan vỡ, thậm chí cũng không lui lại một bước. Hắn lúc này, tay cầm thú hủ kiếm, lại là muốn đón đỡ cái này hủy thiên diệt địa một rìu. Phá thiên lực, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang dâng lên, không chỉ là phá thiên lực, chân linh đổi. Phần huyết quyết, máu thần, thiên ma, đại đạo vân. Vân thần thông, tất cả đều thi triển. Đồng thời,
lên 10 chuôi hồn khí, hư treo ở Diệp Thần sau lưng. Nhìn như, giống như là đối với đen nhánh vây cánh vậy. Cái này 10 chuôi hồn khí, chính là Diệp Thần thực lực tăng lên sau đó, luyện chế lần nữa, uy lực cùng ban đầu những cái kia không thể thường ngày mà nói, đồng thời phát động, thậm chí có thể đem thái hư 6 tầng thiên võ giả đánh cho bị thương. Đối mặt vậy kinh thiên một dìu, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, linh ma chu thiên kiếm. Phong thanh dương kiếm thứ 6. Hiện tại Diệp Thần có thể miễn cưỡng thi triển. Trình độ cao nhất kiếm quang, lôi cuốn vô biên cự lực, hướng trùng trùng nện xuống đen nhánh dìu lớn chém tới, đồng thời, vậy 10 chuôi hồn khí, nổ tung, vô tận thần hồn chập chờn hiện lên, ngay tức thì đem Ngô Dĩ Sơn chìm ngập. Trên sân đấu võ, vang lên một tiếng vô cùng là thê thảm kêu thảm thiết. Tất cả mọi người biết, sẽ có người kêu thảm thiết. Nhưng, bọn họ cũng không nghĩ tới gào thảm sẽ là Ngô Dĩ Sơn. Lúc này Ngô Dĩ Sơn, lại là thất khiếu bên trong, cũng xông ra máu tươi, thần hồn bị chấn động. Bất quá, Ngô Dĩ Sơn vậy không hổ là mang thành đệ nhất thiên tài, dù vậy, hắn cầy búa lớn trong tay nhưng vẫn vô cùng ổn định, không có bị chút nào dao động. Nhưng, dìu lên linh lực, khó tránh khỏi vẫn là tan rã liền một ít. Nếu như nguyên bản, cái này một dìu có thể đánh lên 100 điểm mà nói, hiện tại chính là 97 phân. Cái này 3 phần, đối với người khác mà nói, có thể không có khác biệt, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, vậy là đủ rồi. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bùng nổ. Một đám người xem, lúc này, nhưng lâm vào triệt triệt để đờ đẫn bên trong, tựa như mới vừa rồi bị kinh khủng kia thần hồn công kích, không phải Ngô Dĩ Sơn, mà là chính bọn họ vậy. Thần hồn của bọn họ, ý thức, hiện tại, liền tựa như thừa nhận vô số xung cối đánh như nhau, đều phải nổ tung, vỡ vụn à. Bọn họ nhìn thấy gì? Kiếm dìu đánh nhau, không có nghĩ voi bên trong, Diệp Thần bị chém thành xương máu, bị mổ xẻ ngực, bị chém đứt tay chân. Bọn họ thấy, là Ngô Dĩ Sơn lui. Hơn nữa, liền lùi lại hơn 10 bước. Một người thái hư 6 tầng thiên thần quốc kiêu tử, sử dụng như vũ khí này, cùng một tên phong môn cảnh người linh võ đụng nhau một kích kết quả, lại là cái này quá hư 6 tầng thiên tài, lui. Cái này, đây quả thực giống như là còn sống thấy được quỷ như nhau à. Quỷ dị đến không tưởng tượng nổi. Mà Diệp Thần, ngừng mắt nhìn Ngô Dĩ Sơn, nhưng là nhàn nhạt nói, ngươi, khinh địch. Vừa nói, thân hình động một cái, liền hướng Ngô Dĩ Sơn phóng tới. Mà lúc này Ngô Dĩ Sơn, hơi có vẻ gương mặt tái nhợt bên trên, đâu còn chút nào ngạo mạn, vẻ khinh thường. Có, chỉ có vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, hắn đã phát hiện. Cuộc chiến đấu này, nếu như hắn lại khinh thường chút nào nói. Sẽ chết. Thằng nhóc này cố nhiên phong môn 3 tầng thiên, nhưng là đã chỉ nửa bước vào 4 tầng thiên. Thậm chí có thể tùy thời có thể đột phá 4 tầng thiên. Đột nhiên, Ngô Dĩ Sơn chợt lộn một cái tay, đem một tấm màu tím trong suốt lá bùa, lấy tốc độ cực nhanh, dính vào mình mi tim, ngay tức thì lá bùa tan rã, tựa như sáp nhập vào Ngô Dĩ Sơn đầu lâu bên trong vậy, hắn mi tim, nhiều một đạo màu tím phủ văn. Diệp Thần nhìn đạo bùa này văn, nhưng là khẽ cau mày, Ngô Dĩ Sơn thần hồn phòng ngự, rõ ràng tăng cường. Tờ giấy này phù, chắc cũng là một kiện cực phẩm, giá trị thậm chí không có ở đây vậy hai kiện vũ khí và khôi giáp dưới. Tạm thời, Diệp Thần hồn khí, đối với Ngô Dĩ Sơn là không có tác dụng. Ầm một tiếng, Ngô Dĩ Sơn lui nữa, nhưng, lần này nhưng chỉ lui 5 bước. Trong chốc lát, hai đạo thân ảnh, ở trên sân đấu võ, trình độ cao nhất chấp động. Không ngừng đánh vào, lại để cho cả tòa chấm dứt mạnh trận pháp ra chỉ sân đấu võ, đều có chút lay động, không yên dậy rồi. Mà tại chỗ người xem, lúc này đã nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không biết Diệp Thần là như thế nào làm được, nhưng cứ việc cuộc chiến đấu này, nhìn như cực kỳ không tưởng tượng nổi, nhưng không có thể phủ nhận phải, cuộc chiến đấu này, vô cùng được xuất sắc, cơ hồ là bọn họ đời người đã gặp, đặc sắc nhất chiến đấu. Diệp Thần cùng Ngô Dĩ Sơn thi triển võ, cũng cực kỳ mạnh mẽ, tinh xảo, uy lực giống vậy rung động cực kỳ, mà hai người không ngừng cứng đối cứng, trên mình đã sớm cũng dính vào máu tươi, khắp nơi vết thương. Người xem huyết mạch phún trương, nhiệt huyết dâng trào.
Nguyên bản, những thứ này người xem chỉ lấy vì mình muốn tới xem một chàng tức cười hoang đường biểu diễn, lại không nghĩ rằng, bọn họ thấy, là khó có thể tưởng tượng xuất sắc chiến đấu. Thần quốc, tôn trọng võ đạo, mỗi một thần quốc người, đều có một viên nhiệt huyết chiến đấu tim, nhưng, cũng không là mỗi người, cũng có thể làm được như vậy cực hạn chiến đấu. Đắm chìm trong như vậy có thể chết người mà hoa lệ chém giết bên trong, không có ai, lại đi cười nhạo Diệp Thần, lúc này Diệp Thần, đã giành được tôn trọng của mọi người. Thậm chí là sùng bái. Tại sao? Bởi vì, hiện tại Diệp Thần, lại đè Ngô Dĩ Sơn đang đánh. Cái này, đơn giản là đủ để tái nhập sử sách hành động vĩ đại liền à. Nói ra, sợ rằng đều không người sẽ tin chứ. Có thể sự thật. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Thậm chí, có một ít người đã bắt đầu hô to Diệp Thần tên chữ, là Diệp Thần cố gắng lên. Mà lúc này Ngô Dĩ Sơn, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ bị Diệp Thần đánh bại. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đao phủ giao nhau để gặp, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, chợt phát ra một tiếng rên rỉ. Một khắc sau, nhỏ nhẹ vỡ vang lên, vang vọng ở sân đấu võ bên trong, vô số vết rách, ở thú hủ kiếm lên tràn đầy kéo dài. Sau đó, rắc rắc một tiếng, chuôi này bồi bạn Diệp Thần không thời gian ngắn thú hủ kiếm, lại là không nhịn được, vỡ vụn. Sân đấu võ, trong chốc lát lâm vào yên lặng. Liền Diệp Thần, đều có chút trợn mắt hốc mồm, chỉ là ngây ngẩn nhìn kiếm trong tay chuôi. Bất quá, duy nhất đáng an ủi phải, hắn mơ hồ cảm giác được. Thú hủ kiếm ở giữa khí linh còn không có mất đi, mà là ẩn giấu ở chuôi kiếm bên trong. Có thể. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ không có tiện tay vũ khí à? Thú hủ kiếm ở linh võ đại lục một mực rất mạnh. Nhưng là ở Ngô Ba vũ khí trước mặt, hiển nhiên yếu đi à? Có lẽ nên luyện chế lần nữa. Khí linh không vẫn, liền có thể sống lại chứng đạo. Ngô Dĩ Sơn thấy vậy, không khỏi cười như điên nói. Ha 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 ha, Diệp Thần, ta được thừa nhận, ngươi quả thật rất mạnh, rất yêu nghiệt, thật là ngoài ta hết thảy dự liệu. Nhưng, rất đáng tiếc à, linh võ rác dưới, cuối cùng là linh võ rác dưới, liền một cái dáng dấp giống như binh khí cũng không có. Ha ha, hiện tại, ngươi biết chúng ta tại sao xem thường linh võ liền sao? Hiện tại, ngươi rõ ràng người ta giữa chênh lệch sao? Vừa nói, lại là một dìu. Hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Lúc này, trên khán đài, không khỏi vang lên một hồi hít hà. Cái này Ngô Dĩ Sơn, có chút không sợ mất mặt. Ngô Dĩ Sơn trong lòng cười nhạt, mặt mũi. Ha ha, mặt mũi là trọng yếu, nhưng mà, và mệnh so với chính là một đống cứt. Diệp Thần cắn răng một cái, chợt cầm ra lộn một cái tay, cầm một chuôi trường đao, nhưng mà, đổi đao sau đó, Diệp Thần lại là trong chốc lát. Có chút không áp chế được Ngô Dĩ Sơn. Hắn vốn định vận dụng Chu Thiên Thần Ma Thương. Nhưng là ma tộc đánh một trận, ma đế lực lượng quá mạnh mẽ, Chu Thiên Thần Ma Thương vậy hao tổn cực lớn. Nếu như hiện tại lấy ra, tất nhiên cũng giống như nhau kết quả. Hắn chỉ có thể tiện tay cầm ra một chuôi thần quốc trưởng lão trong tay lấy được mạnh mẽ trường đao. Nhưng là, không lâu sau, rắc rắc, lại là một tiếng vỡ vang lên, Diệp Thần trong tay đao. Lại là lại một lần nữa bị đánh nát. Ngô Dĩ Sơn vũ khí quá khủng bố. Mà Ngô Dĩ Sơn gương mặt bên trên, vậy lộ ra cười tàn nhẫn ý. Hai người không ngừng giao thủ, nửa giờ sau đó, Diệp Thần trong tay binh khí, lại là không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị đánh nát. Ngô Dĩ Sơn vác chuôi này cái dìu lớn, mặt hiện vẻ trào phúng, cười lạnh nói. Thế nào, vũ khí của ngươi, không phải rất nhiều sao? Tiếp tục lấy ra à? Chân thần khí, căn bản không cách nào cùng vũ khí trong tay hắn chống lại. Diệp Thần trong tay duy nhất có thể chiến là huyết ma kiếm. Có thể hắn hiện tại không cách nào thời gian ngắn nhập ma, làm sao vận dụng huyết ma kiếm. Thậm chí Diệp Thần nghĩ tới thiên binh bạo, có thể cái này trên lôi đài, lại đối với thiên binh bạo vậy có hạn chế. Ngô Dĩ Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, hiện tại, Diệp Thần nên buông tha chứ? Nên tuyệt vọng chứ? Nên khuất phục chứ? Dẫu sao, hắn cảm giác được, Diệp Thần lá bài tẩy trí cường, nếu là không có vũ khí, hắn thực lực, sẽ giảm bớt nhiều.
Có thể một khắc sau, ở mọi người kinh ngạc, rung động, lại xen lẫn cặp mắt kính nể bên trong, Diệp Thần tay không, bày ra một cái dáng điệu. Cho dù trong tay không có kiếm, Diệp Thần vẫn muốn đánh. Sân đấu võ bên trong, vang lên một hồi hoan hô. Cho ta chết! Ngô Dĩ Sơn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không hiểu, chân thực không hiểu, rõ ràng Diệp Thần đã sơn cùng thủy tận, tại sao còn muốn chiến? Tại sao, còn muốn vùng vẫy? Chẳng lẽ, hắn thật vĩnh viễn sẽ không nhận thua, sẽ không cúi đầu sao? Ầm một tiếng, cái này một dìu hung hãn chém trúng Diệp Thần trên mình. Xích Trần thần mạch kích hoạt, cản trở phần lớn lực lượng. Có thể Diệp Thần vẫn là chảy máu. Nhưng, Diệp Thần quyền vậy đồng thời đánh trúng Ngô Dĩ Sơn ngực, cường đại kia chiến phục, tản mát ra một hồi hồng quang, hết sức ngăn cản Diệp Thần kinh khủng quyền lực. Nhưng dù vậy, Ngô Dĩ Sơn vẫn là không nhịn được khạc ra búng máu tươi lớn, cả người ngay tức thì bay ngược. Lúc này Diệp Thần, máu tươi giàn giụa, thậm chí, rất khó để cho người tin tưởng, hắn còn có thể sống được. Trên khán đài duẫn mính, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt. Có thể cả người đẫm máu Diệp Thần, trên mặt lại là hiện lên một cái hưng phấn, điên cuồng, nụ cười tà dị. Miệng của hắn bên trong, chợt phát ra một tiếng gào thét, tựa như giống như dã thú, hướng Ngô Dĩ Sơn nhào tới. Ngô Dĩ Sơn không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Hắn hai tròng mắt run rẩy, một cổ phát ra từ linh hồn sợ hãi, lấp đầy bên trong tim. Lúc này Diệp Thần, nhìn như thật là giống như địa ngục tới ác quỷ vậy, căn bản không quan tâm mình bị thương, căn bản không quan tâm mình có thể chết hay không, chỉ là, ở khát cầu máu tươi. Hắn máu tươi. Trong chốc lát, huyết quang văng khắp nơi, Diệp Thần thân thể, một lần lại một lần bị chém động, có thể, nhưng thủy chung, không có ngã xuống. Đây cũng là sát đạo cường hãn. Nửa giờ sau đó, lúc này Diệp Thần, cả người đều là dữ tợn vết thương. Có thể hắn hơi có vẻ gương mặt tái nhợt bên trên, nhưng vẫn thiêu đốt chiến ý điên cuồng. Sân đấu võ bên trong, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị Diệp Thần rung động. Bị hắn vậy bất khuất chiến ý, rung động. Cái này, mới là người tu võ có phong độ à. Mà Ngô Dĩ Sơn, lúc này cũng đã là cả người máu tươi, xương cũng không biết chặn nhiều ít cây, không thiếu nội tạng, đều đã tan vỡ, mặt cốt bị đánh nứt ra. Liền răng đều rớt không thiếu, mặt đầy đều là vết máu. Mà hắn một đôi mắt, nhìn Diệp Thần nhưng đang run rẩy. Diệp Thần ăn hắn nhiều ít rìu. Liền chính hắn, cũng không nhớ rõ, có thể, đến hiện tại Diệp Thần nhưng vẫn không có ngã xuống. Cái này, vẫn là người sao? Đây là cái thịt gì thân vào huyết mạch? Cơ hồ không chết sao? Ngô Dĩ Sơn có hoàng hổ thân thể, sinh mệnh lực vượt xa cùng cấp. Cho tới nay cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng hiện tại hắn nhưng chân tránh sợ hãi, tự ti à. Sinh mệnh lực của hắn so với Diệp Thần, thật là giống như lại yếu ớt giống như sắp chết người vậy. Đối mặt một cái giết thế nào, cũng giết không chết, còn vô cùng điên cuồng, rõ ràng thuộc về tuyệt cảnh, còn đuổi theo người đánh đối thủ, ai có thể không sợ. Hơn nữa, cho dù sinh mệnh lực của hắn hơn người. Vậy căn bản không cách nào chịu đựng Diệp Thần vậy đơn giản để cho ra đầu tê dại, không đạo lý chút nào có thể nói nghịch thiên cự lực à. Nếu không phải hắn ăn mặc cái này kiện cực phẩm chiến phục mà nói, cho dù có hoàng hổ thân thể, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Thần đập thành bùn nhão, có thể hiện tại, hắn vậy đã đến cực hạn. Tổng thể mà nói, cùng Diệp Thần giao chiến, Ngô Dĩ Sơn cảm giác đối mặt mình không phải một người tu võ người, mà là một đầu hung uy ngập trời viễn cổ ma thú. Lúc này, Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng, phá thiên lực phun trào, phốc thử một tiếng, Ngô Dĩ Sơn chiến phủ, hung hăng lõm vào Diệp Thần ngực, to lớn lực lượng ngay tức thì đem Diệp Thần thân thể chấn động. Diệp Thần khạc ra búng máu tươi lớn, nhưng, dù vậy, Diệp Thần nhưng là một bước cũng không lui lại, tay trái bên trên bộc phát ra một hồi chói mắt kim quang, trong tai mọi người mơ hồ vang lên một tiếng rung động viên minh, Ngô Dĩ Sơn con người có giúp một cái. Thậm chí cũng không kịp rút ra chiến phủ, một quyền này cũng đã đập vào trên lồng ngực của hắn. Ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng rung động, mà một quyền này nện xuống ngay tức thì, Ngô Dĩ Sơn trên người cực mạnh chiến phục, lại là linh quang ngay tức thì ảm đạm, phát ra tiếng kêu gào sau đó, tứ tán bể tan tành. Ngô Dĩ Sơn kêu thảm một tiếng, không có chiến dùng phòng vệ,
hắn thân thể nháy mắt tức thì liền bị oanh bay, đụng vào sân đấu võ phòng vệ màn sáng bên trên, lại là đem điều này có thể chịu đựng thái hư cường giả đỉnh phong chiến đấu dư âm màn sáng, cũng đập ra đạo đạo liệt ngân. Có thể gặp, Diệp Thần lực lượng là kinh khủng dường nào. Mà lúc này Ngô Dĩ Sơn, cả người đều tựa như hóa thành một bãi bùn nát. Toàn thân kinh mạch, xương cốt, nội tạng, đều hóa thành nghiền. Nhìn trên đài Ngô gia gia chủ các người, soạt lập tức đứng lên, Ngô Ba lại là đau buồn muốn chết kêu thảm thiết nói, Dĩ Sơn. Diệp Thần thở hào hển, nhìn một cái thương thế, lại phát hiện một chút ánh sáng nhàn nhạt mang bao trùm. Thân xác đang khôi phục. Tia sáng này căn bản không thuộc về mình. Đây là và tử ngưng âm dương giao hợp để gặp, tử ngưng luân hồi huyền bi mơ hồ truyền cho hắn. Tử ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bi, là linh bia. Nắm trong tay sinh linh, đại biểu hồi phục linh bia. Hắn mơ hồ nhớ lần đầu tiên tử ngưng tháo ra phong ấn, hiển lộ luân hồi huyền bi thời điểm. Cũng không phải là chữ linh, mà là một cái to lớn mới chữ, khắc ở huyền bia bên trên. Cái này thuyết minh. Cái này cái huyền bia là 10 khối bên trong trước nhất luyện chế thành công. Đại biểu sinh mạng sơ khai. Nếu quả thật như vậy, có lẽ hẳn hãy mau đem tử ngưng tiếp nối. Hắn nhìn lướt qua giống như bùn nát giống vậy Ngô Dĩ Sơn, mới vừa rồi nếu không phải hắn khống chế được lực đạo mà nói, Ngô Dĩ Sơn đã hoàn toàn bị đánh thành hư vô. Lần này thú hủ kiếm nghiền, để cho hắn thực lực giảm bớt nhiều, thật đúng là mạo hiểm. Đừng xem hắn gần như điên cuồng lấy tổn thương đổi tổn thương, trên thực tế, hơi lơ là, thậm chí chỉ cần Diệp Thần có từng tia do dự, chần chờ, chết liền có thể là hắn. Lúc này Diệp Thần, vậy đã đến cực hạn, nếu như mới vừa rồi vậy xúc lực một quyền, không có kích phá Ngô Dĩ Sơn phòng ngự nói, cuộc chiến đấu này, hắn liền rất nguy hiểm. Bất quá, cuối cùng thắng, vẫn là hắn. Mọi người ánh mắt, ngay tức thì tập trung đến Diệp Thần trên mình. Trên sân đấu võ vang lên sóng gió kinh hoàng vậy tiếng hoan hô. Diệp Thần, người đàn ông này đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Thậm chí, rất nhiều người đối với linh võ đại lục thái độ, đều có thay đổi. Ngô Dĩ Sơn cặp mắt ứ máu, ngưng mắt nhìn từng bước một đi tới Diệp Thần, con ngươi điên cuồng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể, hắn thân thể nhưng không cách nào di động một chút nào. Diệp Thần mắt nhìn xuống Ngô Dĩ Sơn, khóe miệng dương lên một chút cười nhạt, cân nhắc nói, làm sao? Sợ, ngươi không phải cảm thấy ta rất có thể gắn, một mực chờ cái này cùng ta giao thủ cơ hội sao? Ừ, làm sao hiện tại, sợ? Vừa nói, hắn đưa ra một cái chân, lạnh lùng nói, yên tâm, ta không phải đã nói, sẽ cho ngươi cơ hội sao? Chó, ta đã có chút giết ngán, không muốn giết, ngươi có phải hay không chó đâu? Ngô Dĩ Sơn con ngươi có giúp một cái. Hắn rõ ràng nhớ, chiến đấu bắt đầu trước, đối với Diệp Thần nói cái gì. Hắn nói, nếu như Diệp Thần hiện tại quỳ xuống, liếm hắn giày mà nói, có thể bỏ qua cho hắn. Có thể hiện tại, muốn liếm giày người, nhưng là hắn à? Có thể hắn, có thể liếm sao? Hắn là ai? Hắn là mang thành đệ nhất thiên tài, vô số người trong lòng hướng tới mục tiêu, Ngô gia kiêu ngạo. Muôn người ngắm nhìn, trói lọi vô hạn tồn tại à. Hắn Ngô Dĩ Sơn, làm sao có thể liếm người khác giày. Hắn tình nguyện chết, cũng không làm trong mắt mọi người, một cái tham sống sợ chết tiện chó à. Làm sao, Diệp Thần lạnh lùng nói, không muốn, ta thời gian, cũng không thì rất nhiều. Dứt lời, thì phải giơ chân lên. Ngô Dĩ Sơn con người run rẩy kịch liệt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chợt há miệng ra. Điên cuồng liếm Diệp Thần vậy hiện đầy bụi đất cùng huyết phụ dày ống. Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút khinh thường, hắn không thể tùy tiện liền đem cái này Ngô Dĩ Sơn giết, nói như vậy, Ngô gia nhất định sẽ không để ý hết thảy tiến hành trả thù. Nhưng nếu là lưu Ngô Dĩ Sơn một mạng, Ngô gia liền sẽ cố kỵ đến hồn khế tồn tại, không cách nào đối với hắn ra tay. Bất quá, bây giờ Ngô Dĩ Sơn, vậy căn bản là phế, coi như có thể khôi phục. Tu vi vậy rất có thể không cách nào tiến thêm một bước nữa, một đời thiên tài hoàn toàn trở thành một phế vật. Hơn nữa, vẫn là một cái không có chút nào tôn nghiêm phế vật, chuyện hôm nay, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ mang thành, không có ai sẽ lại để mắt hắn. Như vậy, có lẽ sau trực tiếp giết hắn, tàn khốc hơn. Diệp Thần! Diệp Thần!
Diệp Thần. Lúc này, sân đấu võ trên khán đài, lên 100.000 người xem, tất cả đều hô to Diệp Thần tên chữ. Duẫn Minh cái khăn che mặt hạ, tuyệt đẹp gương mặt bên trên, nổi lên nồng nặc kiêu ngạo cùng hạnh phúc, mỗi người đàn bà, đều hy vọng bị mình yêu thương nam tử, như vậy bảo vệ, không phải sao. Duẫn Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lúc này nàng không khỏi cảm thấy, coi như là trời sập, cũng sẽ có một đạo thân ảnh, sẽ đến trước người của nàng, là nàng đem thiên giơ lên. Diệp Thần bóng người. Mà Diệp Thần, chính là một cước đá văng Ngô Dĩ Sơn, vung tay lên cướp đi Ngô Dĩ Sơn túi đựng đồ, nhàn nhạt nói cái này thì làm là ngươi tiền mua mạng. Tiếng nói vừa dứt, liền đang lúc mọi người kêu gọi bên trong, xoay người rời đi. Từ đây, mang thành bên trong, nhiều một cái truyền thuyết. Mang Sơn Sơn Trang. Diệp Thần nhìn trong tay thú hủ kiếm chuôi kiếm, mặt lộ vẻ cười khổ, xem ra, là cần một chuôi vũ khí mới, hơn nữa nếu là cực mạnh vũ khí. Hắn cũng không muốn đang chọn rút ra thi đấu lên, binh khí của mình, lần nữa bị người đánh nát. Chỉ là, hắn hiện tại, lại không có nhiều tiền như vậy. Mặc dù, hắn còn có thể luyện chế một ít hồn khí, nhưng là, hồn khí ở thần quốc, sợ rằng không có lớn như vậy giá trị. Đi qua cùng Ngô Dĩ Sơn đánh một trận, hắn đã phát hiện, người thần quốc tựa hồ ở thần hồn phe phòng ngự mặt, so người linh võ mạnh mẽ quá nhiều. Càng làm cho hắn có chút sở khóc sở cười phải, Ngô Dĩ Sơn vậy kiện bị hắn đánh nát vũ khí, tựa hồ là chính hắn bỏ vốn chế tạo, vì thế, xài hết tất cả tích góp dáng vẻ, hiện tại, đến Diệp Thần trên tay túi đựng đồ bên trong, trừ vậy thượng thần bài, cơ hồ không việc gì có giá trị vật. Mà Ngô Dĩ Sơn sử dụng chuôi này cái dìu lớn, lại là Ngô gia trấn tộc chi bảo, không thể để cho hắn tùy ý lấy đi. Coi như cầm, cũng chỉ có thể bán ra, dẫu sao hắn không cần chiến phủ. Lúc này, Diệp Thần hướng Cốt Lão hỏi, Cốt Lão, xin hỏi ngươi có biện pháp gì, lấy được thích hợp lính của ta nhận sao? Cốt Lão nghe vậy nói, ngươi đối với binh khí, có yêu cầu gì? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đáp, đầu tiên, vững chắc hơn. Ta cũng không muốn binh khí của mình, lại tùy tiện bị người đánh nát, sau đó, chính là nặng nề. Hiện tại Diệp Thần cường đại nhất, chính là hắn lực lượng, thật ra thì, nguyên bản đạt được phá thiên lực Diệp Thần, thì có đổi vũ khí khác ý, dù sao đối với hắn bây giờ mà nói, thú hủ kiếm có chút quá nhẹ, càng nặng vũ khí, càng có thể phát huy hắn lực lượng. Cốt Lão nghe vậy, đột nhiên hỏi, Diệp Thần, người bây giờ thuần lực lượng, bao lớn? Diệp Thần nói, nếu chỉ thuần bàn về lực lượng, không dựa vào vũ kỹ và đan điền, ta đều có thể thắng được Thái Hư hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp. Cốt Lão mặt hiện rung động vẻ, chỉ riêng lấy thân xác thuần lực lượng mà nói, đây chính là hắn năm đó đạt tới Trảm Ách cảnh, mới có à. Bất quá, trừ phi thể tu, vậy võ giả thực lực, cũng không thể quang lấy lực lượng để cân nhắc. Ngay sau đó, Cốt Lão ánh mắt sáng choang nói, Diệp Thần. Ngươi có biết cái này thế gian có một loại vô cùng là thưa thớt, kỳ lạ vật liệu, tên là kình thiên thạch. Kình thiên thạch. Diệp Thần không hiểu nhìn về phía Cốt Lão, danh tự này hắn chưa từng nghe qua. Đây là, Cửu Lão khẽ gì một tiếng nói, kình thiên thạch. Đồ chơi này ngược lại là thật thích hợp ngươi. Cốt Lão ha ha cười nói, cái này kình thiên thạch, ở người bình thường trong tay, chưa nặng nề dị thường ra, đổ vậy không có gì đặc biệt, thậm chí. Bởi vì quá nặng nề, lấy làm chủ liệu chế tạo binh khí, vậy võ giả, đều không cách nào sử dụng, cho dù ở thời đại thượng cổ, một ít cao cấp luyện khí đại sư, vậy chỉ là vì gia tăng vũ khí sức nặng, sẽ ở vũ khí bên trong tăng thêm một ít mà thôi. Nhưng, nếu như là có như vậy cự lực ngươi tới sử dụng nói, cái này kình thiên thạch liền hoàn toàn bất đồng. Kình thiên thạch, không có gì cái khác thuộc tính, nhưng là, lại có một loại đặc biệt kinh khủng tính chất. Đó chính là, người sử dụng lực lượng càng mạnh, kình thiên thạch, liền sẽ càng vững chắc. Lấy ngươi lực điều khiển kình thiên thạch, hắn vững chắc trình độ, thậm chí muốn áp đảo Ngô gia trấn tộc vũ khí bên trên. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, cũng là mặt lộ vô cùng rung động vẻ, Ngô gia trấn tộc vũ khí mạnh mẽ, hắn đã tràn đầy nhận thức. Trình độ cứng cáp, áp đảo vật này. Vậy, phối hợp hắn lực lượng, đơn giản là đánh đâu thắng đó liền à? Diệp Thần cặp mắt bên trong, không khỏi toát ra vô cùng vẻ hưng phấn. Nếu như đạt được cái này kình thiên thạch, hắn thực lực lại có thể có tăng lên không nhỏ.
Cho dù đối mặt có mạnh mẽ binh khí, pháp khí hộ thân võ giả, hắn vậy tuyệt sẽ không giống trước đối mặt Ngô Dĩ Sơn như nhau, như vậy cố hết sức. Kình Thiên Thạch, hắn thế ở tất được. Cốt lão, ý ngươi, là ta có biện pháp đạt được cái này Kình Thiên Thạch sao? Cốt lão mỉm cười gật gật đầu nói, không tệ, thằng nhóc, ngươi thật là đi đại vận, năm xưa, ta thăm dò nơi nào đó di tích lúc đó, phát hiện Kình Thiên Thạch tồn tại. Nhưng là, Kình Thiên Thạch có cái đặc điểm, khai thác lúc phải lấy thuần thân xác lực lượng, kích phá hắn tiên thiên chi khí, mới có thể thu vào túi đựng đồ bên trong. Nhưng mà ta lúc đó thân xác lực, nhưng không cách nào lấy đi cái này Kình Thiên Thạch, đến khi ta có đủ để lấy đi Kình Thiên Thạch lực lượng lúc đó, còn chưa kịp trở lại vậy di tích bên trong, liền gặp tiểu nhân ám toán, suýt nữa bỏ mình, lần này ngược lại là tiện nghi ngươi, ngươi lực lượng vừa vặn đủ để kích phá vậy trước thiên chi khí. Diệp Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi, vậy Kình Thiên Thạch, nơi ở nơi nào? Cách nơi này xa sao? Dẫu sao, tuyển chọn thi đấu ngay tại một tháng sau này, nếu như cách được quá xa, không kịp gặp phải tuyển chọn thi đấu mà nói, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Cốt lão lấy ra một cái ngọc giản, dán vào trên trán, một lát sau, đem ngọc giản kia vứt cho Diệp Thần nói. Hi hi, vậy Kình Thiên Thạch chỗ, tên là Vạn Thạch Sơn. Cách nơi này chỗ đại khái mấy ngày chặng đường, không hề coi là quá xa, vậy di tích vô cùng là bí mật. Hơn nữa, ta vẫn còn ở di tích ra, bày ra một đạo đẳng cấp rất cao ảo trận, không có ta chỉ dẫn, cơ hồ không thể nào bị phát hiện, cặn kẽ chỗ ta đã ghi chép ở ngọc giản bên trong. Đa tạ, Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, nghiêm túc đối với cốt lão nói cảm ơn một tiếng sau đó, thần niệm quét qua ngọc giản, lúc này xoay người hướng trang bên ngoài đi. Cùng lúc đó, thần quốc một tòa thần môn bên trong. Một cái cưỡi một đầu đen nhánh cự thú thiếu nữ đồ trắng xuyên qua thần môn. Ngắn ngủi sau đó, thiếu nữ và cự thú liền là xuất hiện ở thần quốc. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì người này, lại là Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh đưa ra mảnh khảnh tay sờ một cái ô mang, khóe miệng lại khó khăn được xuất hiện vẻ tươi cười. Không có bất kỳ lạnh như băng cảm giác. Ô mang nha ô mang người đến tìm cái đó, kẻ bạc tình, người vui vẻ không? Tên này thật đúng là không để cho người tỉnh tim, sợ rằng thần quốc phải gặp tai ương. Ngay tại lúc này, mấy cái võ giả đi qua. Ngụy Dĩnh diễn cảm ngay tức thì khôi phục lạnh như băng. Cái khăn che mặt theo gió bay lên, dùng mình 10 phần. Vậy mấy cái võ giả ngược lại là nhìn nhiều Ngụy Dĩnh dưới người thú cưỡi mấy lần. Bởi vì cái này thú cưỡi chân thực quá uy phong. Chân đạp ngọn lửa, ma khí phun trào. Bất quá bọn họ không dám có bất kỳ ý tưởng. Chỉ vì là có thể điều khiển như vậy cự thú người, làm sao có thể yếu. Mấy người bước nhanh rời đi, trong miệng niệm niệm lải nhải. Các ngươi nghe nói không, mang sơn đấu võ trường trận chiến ấy, nghe nói một cái phong môn cảnh tiểu tử ở Ngô gia thiên tài ưu thế tuyệt đối hạ, lại đánh bại Ngô gia thiên tài. Không thể tưởng tượng nổi, ta lúc ấy nghe nhiệt huyết sôi trào. Thằng nhóc kia nhưng mà phong môn cảnh à. Có chuyện này, vậy tiểu tử kia tên gì, ta có thể phải chú ý. Thằng nhóc kia tựa hồ tên gì Diệp Thần, hay là đến từ Linh Võ Đại Lục. Linh Võ Đại Lục làm sao có thể ra cái này loại yêu nghiệt. Cũng không biết là thật là giả. Mọi người đi xa, mà ô mang trên Ngụy Dĩnh nhưng là cười, nàng chụp chụp ô mang thân thể. Nói, ta cứ nói đi, thằng nhóc này thật đúng là không để cho người tỉnh tim. Lúc này mới tới thần quốc bao lâu, liền gây ra chuyện lớn như vậy. Người muốn không muốn đi tìm tên này. Ô mang phát ra một tiếng hí, kích động dị thường. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh lại nói, lại theo ta một lát, ta có mấy cái địa phương phải đi, dưới mắt còn cần ngươi. Thôi, lên đường đi. Tuyệt Hàn Đế cung thù, vừa mới bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, ý định giết người hiện lên. Đen nhánh chi khí xông phá thương khung. Thiếu nữ và cự thú biến mất. Một nơi phân bố đủ mọi màu sắc đá lớn, cơ hồ không thấy được bất kỳ cây cối, hoa cỏ rừng đá bên trong, có năm đạo thân ảnh, đang nhanh chóng chấp động. Cái này năm người, bốn nam một nữ, đều là thái hư cảnh tồn tại, thực lực vậy coi là không yếu, nhưng lúc này, bọn họ trên mình cũng hoặc hơn hoặc thiếu bị thương. Hơi có vẻ gương mặt tái nhợt bên trên, vậy hiện đầy vẻ sợ hãi.
Ở phía sau bọn họ, bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét, đất đá cuồn cuộn, lòng đất dưới, chợt chui ra một đầu cả người che lấp lóe lên màu xanh da trời u quang tinh thạch, đầu sinh một sừng, giống như giao long cự thú. Bất ngờ chính là một đầu thái hư cảnh địa giao, mà lúc này, đầu này địa giao trên thân hình, vậy trải rộng rất nhiều vết rách, hiển nhiên, vậy bị thương không nhẹ. Địa giao, cho dù ở trong thần quốc, cũng thuộc về vô cùng là yêu thú cường đại, cho dù đặt ở viễn cổ, vậy coi là có thể nắm giữ một khối. Năm người bên trong người phụ nữ kia, xanh vô cùng là đẹp xinh đẹp động lòng người, lúc này mặt đẹp bên trên, thoáng qua một chút vẻ oán độc, nổi giận mắng, Triệu Hiền vậy ngu xuẩn, là chuyện gì xảy ra? Dẫn chúng ta tới nơi này thu thập cực phẩm mỏ sắt, lại gặp như thế kinh khủng địa giao. Nếu không phải chính hắn dẫn đầu bị địa giao này giết, ta nhất định, để cho hắn chết không được tử tế. Cái này mấy người, cũng đến từ một cái tên là Trời Cửu Môn Thế Lực, cô gái tên là Trương Tử, bởi vì mà sống xinh đẹp, thiên tư bất phàm, cơ hồ là hơn nửa thiên cửu môn đệ tử nữ thần. Trương Tử trong miệng Triệu Hiền, cũng là ái mộ Trương Tử chi một người trong, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, cũng có thể đến gần Trương Tử. Vì đến gần Trương Tử, Triệu Hiền thậm chí cầm tông môn phân phối cho mình tu võ tài nguyên, cũng để cho Trương Tử, có thể Trương Tử há là như thế tùy tiện là có thể lấy lòng. Như chỉ là nhường ra tu võ tư nguyên nói, há chẳng phải là toàn bộ người tông môn, đều có tư cách tiếp xúc mơ tưởng cầu mong nữ thần. Vì thỏa mãn Trương Tử, Triệu Hiền lại là nghĩ hết biện pháp thi hành tất cả loại nhiệm vụ nguy hiểm, lấy được tu võ tài nguyên, huyền linh thạch, bảo vật đưa cho nàng. Ban đầu, Trương Tử đối với hắn biểu hiện, coi như là hài lòng, tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ quan tâm hắn mấy câu, đối với hắn tung nũng nịu, vậy thì đủ để cho Triệu Hiền mở cờ trong bụng, đối với Trương Tử hơn nữa quyết một lòng. Nhưng, một đoạn thời gian gần đây, Trương Tử đối với Triệu Hiền thái độ, nhưng là càng ngày càng lãnh đạm. Triệu Hiền, chỉ là một gia thế thông thường tu võ người, cho dù thỉnh thoảng có thể đưa ra một ít vật quý trọng, về lâu về dài làm sao hơn được những cái kia xuất thân bất phàm nhà giàu có con em. Vừa nghĩ tới Trương Tử cùng những công tử ca kia chuyện trò vui vẻ hình dáng, Triệu Hiền liền tim như bị đao cắt. Vì lần nữa thắng được Trương Tử niềm vui, hắn vào xanh gia tử, thăm dò lấy hắn thực lực mà nói, cực kỳ nguy hiểm vạn thạch sơn, rốt cuộc tìm được một nơi có giấu rất nhiều quý trọng mỏ sắt bảo địa. Nhưng, những thứ này cao cấp mỏ sắt cùng kình thiên thạch vậy, giống vậy có tiên thiên chi khí, cần hai người thái hư tồn tại xuất thủ, mới có thể phá ra. Triệu Hiền lập tức vui mừng hớn hở mang mình phát hiện, tìm được Trương Tử. Vốn là, hắn chỉ muốn mang Trương Tử tới, ai nghĩ tới, Trương Tử vì hơn lấy được một ít mỏ sắt, lại đem vây quanh nàng chuyển vậy mấy tên công tử ca, vậy cùng chung gọi tới. Dù sao, những người này lấy được mỏ sắt, cuối cùng cũng sẽ cống hiến cho mình, không phải sao? Triệu Hiền sau khi biết, kinh hoàng cực kỳ khuyên can Trương Tử, số người quá nhiều, rất có thể đưa tới vạn thạch sơn ở giữa yêu thú cường đại, nguy hiểm cực lớn. Nhưng, Trương Tử nhưng chỉ cầm Triệu Hiền khuyên can, làm hắn muốn cùng mình một mình mượn cớ thôi, không chút nào để ý. Cuối cùng, quả nhiên như Triệu Hiền nói, mấy người đưa tới đầu này kinh khủng địa giao, năm người bên trong, Trương Tử thực lực yếu nhất, địa giao lúc xuất hiện, nguy hiểm nhất chính là Trương Tử. Vì cứu Trương Tử, Triệu Hiền liều chết đem đất giao ngăn trở, mấy người mới có cơ hội bắt đầu phản kích. Một phen tỉ đấu dưới, nhưng là không địch lại mà chạy. Nhưng, Triệu Hiền vậy vì vậy, mà bị địa giao bị thương nặng. Có thể hiện tại, Triệu Hiền bỏ ra, Triệu Hiền hy sinh, đổi lấy nhưng là Trương Tử oán hận cùng giễu cợt. Trương Tử, cho tới bây giờ cũng chưa có cầm Triệu Hiền làm tới một mình đối đãi, Triệu Hiền chỉ là tai nàng ở giữa công cụ. Công cụ vì mình làm tổn hại, đó là chuyện đương nhiên, nhưng mình tại sao có thể bởi vì công cụ mà gặp phải nguy hiểm? Không biết Triệu Hiền nghe được Trương Tử những lời này, sẽ là cái gì diễn cảm? Mà Trương Tử bên cạnh mấy tên nam tử, chính là rối rít phụ họa nói, không tệ. Cái này đáng chết Triệu Hiền, đều là bởi vì hắn. Một cái gia thế như vậy người rác dưới, còn muốn đến gần tiểu tử. Nếu không phải hắn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, chúng ta thì đâu đến nổi này. Một phế vật, nơi này như vậy nguy hiểm, còn dám mang tiểu tử tới nơi này. Trương Tử mắt đẹp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta như thế trốn đi xuống,
cũng không phải biện pháp, địa giao này đã trọng thương, có hay không vị kia thực lực hơn người, dũng mãnh phi phàm ca ca, có thể đem địa giao này tạm thời ngăn trở. Như vậy, chúng ta nói không chừng có cơ hội, đem giết chết. Vậy mấy tên nam tử nghe vậy, nhưng đồng thời trầm mặc. Bọn họ đều là xuất thân không tầm thường con em, vậy quả thật thích Trương Tử, là nàng tiêu phí chút thu võ tài nguyên, tặng chút thiên tài địa bảo, không coi vào đâu. Có thể, bọn họ không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại, cũng không phải là ở Trương Tử trước mặt biểu hiện thời điểm à. Bọn họ thực lực, không hề so Triệu Hiền nhiều ít mạnh, mà Triệu Hiền là kết quả gì. Ngăn cản địa giao này, rất có thể thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả à. Thấy mọi người yên lặng, Trương Tử mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ tức giận, lại không có biểu hiện ra. Hiện tại, nàng còn muốn dựa vào cái này mấy người bảo vệ tánh mạng đâu. Nhưng vào lúc này, sau lưng mấy người địa giao thân lên tinh thạch, bỗng nhiên phát ra một hồi tia sáng chói mắt, toàn bộ thân thể hóa là một đạo lam quang, cơ hồ thuấn gì vậy, liền xuất hiện ở Trương Tử đám người trước người. Mấy người sắc mặt đồng thời một trắng. Trong đó một người nam tử hét lớn một tiếng nói, không tránh được, đồng loạt ra tay, nếu không, chúng ta đều phải chết. Vậy địa giao điên cuồng hét lên một tiếng, chợt thân hình động một cái, giống như đá lớn vậy thân thể, liền hung hăng hướng mọi người đánh tới, mà Trương Tử mấy người cũng không dám chút nào nương tay, rối rít thi triển chí cường võ, trong chốc lát thiên địa linh lực điên cuồng phun trào, hư không rung động, vạn thạch sơn cũng lắc lư, uy thế kinh thiên. Âm một tiếng vang thật lớn, vô số đá lớn ở hai bên giao thủ dư âm bên trong sụp đổ, địa giao đau kêu một tiếng, trên thân hình vết rách càng thâm thúy hơn, hơi thở vậy mơ hồ suy bại xuống. Nhưng mà, Trương Tử đám người tình huống, nhưng hơn nữa gay gâu. Mấy người rối rít trong miệng máu tươi ói như điên, bị một kích này oanh đến nơi lên, khí tức trên người, nhanh chóng uể oải, thậm chí cũng là một bộ không cách nào tái chiến hình dáng. Vậy địa giao thấy vậy, mắt rồng bên trong thoáng qua vẻ dữ tợn, nó tự nhiên không thể nào thả qua như vậy cơ hội. Địa giao thân thể động một cái, thì phải công kích lần nữa, đem mấy cái này đáng hận nhân tộc, hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, đột nhiên bây giờ, bóng người chớp mắt. Một người nam tử, xuất hiện ở Trương Tử đám người cùng địa giao bây giờ, hắn nhìn vọt tới địa giao, sắc mặt bình thản, đột nhiên giương tay một cái, bắn ra ba chuôi nhìn như phong cách cổ xưa, sần sùi trường kiếm. Người này, chính là Diệp Thần. Hắn mới vừa đến Vạn Thạch Sơn, đang chuẩn bị tìm kiếm vậy di tích chỗ, lại đột nhiên cảm ứng được chiến đấu chập chờn. Vốn là, hắn là không muốn xen vào việc của người khác, có thể địa giao này cùng Trương Tử đám người chiến đấu chỗ, đúng lúc là ở hắn đi di tích phương hướng lên, mà đây đầu địa giao, đối với Diệp Thần mà nói, vậy coi là không tệ vật liệu, hắn rồng đất khải bị hủy, cũng cần luyện chế lần nữa một kiện pháp khí hộ thân. Cho nên, hắn quyết định ra tay. Một khắc sau, ba thanh trường kiếm hóa là phấn vụn, cường hãn hồn lực ngay tức thì bùng nổ, đem địa giao này chìm ngập. Địa giao này bản cũng đã trọng thương, thần hồn cũng khó tránh khỏi có chút yếu ớt, như thế nào chịu được Diệp Thần ba đạo thiên hồn kiếm công kích. Địa giao kêu gào một tiếng, mắt rồng nhanh chóng ảm đạm xuống, thân thể to lớn trùng trùng ngã xuống đất. Diệp Thần vung tay lên, đem đất giao thi thể bỏ vào trong túi. Xoay người, nhìn về phía Trương Tử các người. Mà nguyên bổn đã rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết mấy người, giờ phút này, nhìn Diệp Thần nhưng là một bộ si ngu hình dáng, trong chốc lát, không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, chính là mừng như điên, sống sót sau tai nạn mừng như điên. Mấy người lập tức ăn vào đan dược điều chỉnh thương thế, sắc mặt ngay tức thì khôi phục một phần, ban đầu Diệp Thần tới được quá đột nhiên, bọn họ không có chú ý tới. Hiện tại phát hiện Diệp Thần lại chỉ là một người phong môn tồn tại, đều không ước chừng mặt hiện vẻ khiếp sợ. Bất quá mấy người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đầu tiên, đầu kia địa giao đã là trọng thương trạng thái, thứ nhì, Diệp Thần mới vừa rồi sử dụng, dường như là hồn khí, hơn nữa còn là một kiện vô cùng mạnh mẽ hồn khí. Bọn họ thân là người thần quốc, đối với hồn khí tự nhiên không xa lạ gì, bất quá có thể lấy phong môn tu vi. Vận dụng lớn mạnh như vậy hồn khí, phát huy ra uy lực, sợ rằng Diệp Thần là một người hồn tu chứ. Có hồn khí hồn tu, tiêu diệt một đầu trọng thương thái hư cảnh yêu thú, ngược lại cũng không coi là quá ngoại hạng.
Diệp Thần đối với cái này mấy người, thì không có gì hứng thú, tự mình nhận đầu kia thái hư cảnh địa giao thi thể. Thấy Diệp Thần lấy đi thi thể, những người khác còn chưa ra hình dáng gì, Trương Tử con mắt nhưng là nhanh tránh. Địa giao này, là bởi vì là mấy người bọn họ trọng thương, làm sao có thể tùy tiện tiện bị người khác lấy đi. Trương Tử đột nhiên mặt mỉm cười đi lên trước, hướng về phía Diệp Thần nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, công tử hoàn toàn lấy phong môn tu vi tiêu diệt thái hư yêu thú, thực lực hơn người, xin hỏi công tử là hồn tu sao? Diệp Thần quét Trương Tử một mắt, ánh mắt nhàn nhạt, nữ nhân này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mơ hồ nhưng cho Diệp Thần một loại cảm giác chán ghét, chỉ là lạnh lùng qua loa một câu lấy lệ, coi là vậy đi. Đối với những thứ này bình thủy tương phùng người, Diệp Thần tự nhiên không việc gì tiết lộ căn nguyên mình hứng thú. Trương Tử mắt đẹp thoáng qua một đạo như có như không âm hàn vẻ, tiếp tục nói, chúng ta mấy người tới đây Vạn Thạch Sơn, là vì mở hái một ít cực phẩm mỏ sắt, lại không nhỏ tim trêu chọc phải địa giao này, hiện tại địa giao đã trừ, nếu công tử cứu chúng ta, có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng đi chọn lựa những cái kia mỏ sắt, coi như là chúng ta đối với công tử báo đáp đi. Vậy mấy tên công tử ca nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn nhau một cái, Trương Tử thế nào? Coi như Diệp Thần cứu bọn họ, vậy không cần phải để cho Diệp Thần vậy chia một chén canh chứ? Hơn nữa, báo đáp. Ha ha, cái này căn bản không là Trương Tử tính cách. Diệp Thần chân mày khều một cái, hắn bây giờ còn chưa có lấy được kình thiên thạch, coi như lấy được, phải đem hắn luyện chế thành vũ khí, cũng cần gia nhập rất nhiều cực phẩm vật liệu, lấy hắn hiện tại có bảo vật, nhưng là có chút không quá đủ rồi, những thứ này cực phẩm mỏ sắt, chính là mà hắn cần. Lúc này gật đầu nói, có thể. Dứt lời, mấy người liền hướng Triệu Hiền phát hiện chỗ kia cực phẩm linh mạch đi. Trên đường, mọi người một hồi chuyện trò, Diệp Thần cũng biết cái này tên của mấy người, vậy mấy tên nam tử theo thứ tự là Trần Tín, Vương Đại Hải, Chu Mạnh và Lý Ngộ, cũng biết mấy người cũng đến từ Thiên Cửu Môn. Vương Đại Hải đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, Diệp công tử, ngươi thực lực cường hãn như vậy. Ngược lại là có thể tham gia không lâu sau tuyển chọn thi đấu thử một chút, mới có thể gia nhập một ít tông môn. Chu Mạnh vậy phụ họa nói, không sai, ta xem à, lấy Diệp công tử tư chất, thậm chí gia nhập những đại thế lực kia, cũng không phải không thể nào. Trần Tín chính là cười ha ha một tiếng nói, tham gia đại thế lực tuyển chọn thi đấu, là cần thượng thần bài, nếu là Diệp công tử có nhu cầu, ta có thể thử một chút giúp Diệp công tử làm một cái tới. Vốn là mọi người nói những thứ này, bất quá là thổi nâng một chút Diệp Thần, thế lực lớn. Ha ha, thế lực lớn, há là một cái phong môn tồn tại, có thể gia nhập. Diệp Thần chỉ cần hơi có một chút tự mình hiểu lấy, liền sẽ không có tham gia thế lực lớn tuyển chọn thi đấu như vậy không thiết thực ý tưởng. Mà Trần Tín, chính là muốn theo liền bán Diệp Thần một cái ân huệ, đồng thời, ở Trương Tử trước mặt khoe khoang mình một chút bối cảnh cùng năng lực thôi, căn bản không nghĩ tới. Diệp Thần sẽ thật để cho hắn hỗ trợ lấy được một quả thượng thần bài. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, không cần, ta có. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Bao gồm Trương Tử. Mà Trương Tử mắt đẹp bên trong, lại là mơ hồ thoáng qua vẻ vui mừng. Mà Trần Tín các người ngươi xem ta xem ngươi, tiếp theo, chính là cười ha ha một tiếng, cũng không có làm một lần chuyện, chỉ là cho rằng Diệp Thần đang khoác lác thôi. Có thể Trương Tử, nhưng là con mắt lóe lên, Trương Tử mặc dù không có cái gì bản lãnh khác, nhưng cũng coi là duyệt nam vô số, có thể mơ hồ cảm giác được một người bản chất. Ở Trương Tử xem ra, Diệp Thần bản chất, đặc biệt thuần túy, căn bản không biết làm vô duyên vô cớ thổi phồng chuyện. Nói cách khác, Diệp Thần rất có thể, thật có thượng thần bài. Thần quốc quy củ, đổ đến tay người nào bên trong, chính là của người đó. Nếu như ngươi liền bảo vệ tốt thượng thần bài năng lực cũng không có, lại có cái gì tư cách, tham gia tuyển chọn. Rất nhanh, mấy người liền đi tới ban đầu chỗ kia linh mạch, Diệp Thần nhìn trước mắt tất cả loại cực phẩm mỏ sắt, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù, hắn ở linh võ đại lục, có thể nói là xuất thân không người nào có thể so, nhưng, ở thần quốc, hắn nhưng vô cùng là thiếu tu võ tài nguyên. Những quáng thạch này... Mỗi một cái đều là linh võ gặp cũng không thấy được phẩm cấp vượt qua vật à. Mọi người rối rít chuẩn bị động thủ, khai thác mỏ sắt, Diệp Thần đồng dạng cũng là như vậy. Bất quá, ngay tại lúc này,
Trương Tử đột nhiên đến gần Diệp Thần bên người, thần sắc có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thần, nói, Diệp công tử, ta tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt, đan dược vậy dùng hết, có thể hay không cho ta một viên thuốc chữa thương? Diệp Thần hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu một cái. Hắn mặc dù có chút kỳ quái Trương Tử tại sao không cùng mình đồng bạn đòi đan dược, mà là đối mình muốn, bất quá, vậy không quá mức để ý. Mặc dù, hắn cứu Trương Tử, nhưng Trương Tử có thể mang hắn mở ra hái cực phẩm mỏ sắt, coi như là giúp hắn bận bịu. Hắn từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cửu báo cửu tính cách. Một viên chữa thương đan dược, không coi vào đâu. Hắn cường đại thần hồn xông ra, quét qua Trương Tử thân thể. Ngay tức thì liền đem Trương Tử thương thế, biết rõ được rõ ràng, cổ tay hắn lộn một cái, trong tay đã nhiều hơn một viên thuốc. Nhưng đột nhiên, phốc thử một tiếng vang nhỏ, huyết quang thoáng hiện. Mà Diệp Thần trong tay nửa bước thần dược, vậy rơi xuống đất. Hắn có chút kinh ngạc cúi đầu, nhìn đến gần mình bụng trên một cây chủy thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.